chương 216 cổ độc ta muốn vào cung. Ở lâm sơ cửu đột nhiên bị y sinh hệ thống xử phạt khi. Trong cung An Vương cũng ở thừa nhận thật lớn thống khổ. An Vương cùng thường lui tới giống nhau uống dược cũng không biết vì sao, dược uống đi vào không đến một nén hương thời gian. Bụng đột nhiên quặn đau, ngay sau đó từng ngụm từng ngụm hộc máu. Người đâu, người đâu, mau tới người nha cùng nữ sợ hãi, thất thanh thét chói tai, ôm An Vương không ngừng run rẩy thân thể không biết làm sao, thái y, thái y mau tới nhà, An Vương học máu. Mà nhưng vào lúc này, An Vương lại oa một tiếng. Phun ra một đống hoàng bạch chi vật nhìn kỹ phát sẽ hiện bên trong có rất nhiều thật nhỏ sâu ở mấp máy. Bất quá những cái đó sâu bại lộ ở trong không khí không bao lâu liền đã chết. Biến thành từng mảnh từng mảnh, xen lẫn trong hoàng bạch chi vật chung, căn bản nhìn không ra tới. An Vương phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, nôn mửa qua đi, An Vương không có lại hộc máu, nhưng lỗ mũi lại không ngừng thấm huyết, như vậy hảo không làm cho người ta sợ hãi. Cung nữ đã hoàn toàn dọa choáng váng, cũng may, ở tại An Vương trong điện mặc thần y chạy đến. Đây là làm sao vậy? Mặc thần y nhìn đến An Vương bộ dáng cũng là hoàng sợ, bất chấp An Vương trên người sơ bẩn, vội tiến lên vì An Vương trần bệnh. Cùng nữ nhìn thấy mặc thần y thoáng hoàn hồn, vội vàng nói, mặc thần y, mau, mau, ăn vương hộc máu. Uống thuốc liền hộc máu, còn phun ra thật nhiều thật nhiều, ngươi mau nhìn xem an vương. Huyết khí nghịch lưu, độc khí công tâm. Tại sao lại như vậy? Sấn khám mặc thần y sắc mặt càng khó xem, mà an vương sắc mặt so với hắn còn muốn khó coi an vương lúc này đã ở vào nửa hôn mê trạng thái môi biến thành màu đen sắc mặt phiếm thanh không chỉ có là lỗ mũi chính là lỗ tai chỗ cũng bắt đầu mạo huyết mạc thần y lại lần nữa thăm mạch sắc mặt càng thêm khó coi cổ trùng như thế nào sẽ có nhiều như vậy cổ trùng các ngươi rốt cuộc cấp an vương ăn cái gì mạc thần y chiều cung nữ giống giận kia cung nữ sợ tới mức ngây ngốc sau một lúc lâu mới hoãn lại đây không ngừng lắc đầu nói không có không có gì đều không có an vương chỉ uống thuốc cái gì cũng không có ăn không có khả năng nếu chỉ là uống dược an vương trong cơ thể như thế nào sẽ có cổ trùng mặc thần y một bên nói chuyện một bên từ hòm thuốc lấy ra kim châm đem an vương quần áo cởi hiện tại không phải truy cứu vấn đề thời điểm cứu người quan trọng là là an vương trên người chỉ một kiện trung y cung nữ tực mau liền giải khai lộ ra an vương gầy tái nhợt thân mình Mạc thần y mắt cũng không chớp, trên tay 72 căn tiền tài, lấy tia chớp tốc độ đâm vào an vương thân thể lực thực mau an vương sắc mặt liền có điều chuyển biến tốt đẹp, máu mũi cũng ngừng. Lỗ tai chỗ cũng không hề mạo huyết. Mạc thần y còn không kịp thở dốc thu được tin tức hoàng thượng cùng chu quý phi liền tới rồi, hai người còn chưa bước vào nội điện, đã nghe tới rồi tận trời toan xú vị. Hoàng thượng cùng chu quý phi lại không chút nào để ý, bước chân vội vàng mà hướng trong đi. Từ an, từ an hắn rốt cuộc thế nào? Chu Quý Phi vẻ mặt nước mắt, bước chân hỗn độn, lại như cũ không giấu tịch đại phong hoa, trên mặt trang dung cũng không nhân nước mắt mà biến hồ. Ái Phi đừng lo lắng, có mặt thần y ở, Hoàng thượng gắt gao nắm lấy Chu Quý Phi tay, Chu Quý Phi nhu nhược mà dựa vào Hoàng thượng trong lòng ngực, thương tâm nói, ta từ an. Như thế nào liền nhiều như vậy, tai nhiều khó. Hai người đi vào tới, đầu tiên nhìn đến đó là đầy đất dơ bẩn cùng đỏ tươi, Chu Quý Phi bước chân mềm nhũn, suýt nữa liền đứng không yên, như thế nào sẽ hộc máu. Từ An như thế nào hộc máu. Hoàng thượng nhìn xanh cả mặt, môi sắc biến thành màu đen tiêu Từ An, trong lòng nhảy dựng, mặc thần y, đây là có chuyện gì? Người không phải nói Từ An mau hảo sao? Như thế nào lại biến thành cái dạng này? An vương trúng cổ độc, mặc thần y vừa mới thi xong kim châm, cả người có chút thể lực tiêu hao quá mức. Trung cổ độc, An vương hảo hảo như thế nào sẽ trung cổ độc? Hoàng thượng trao mày, hình như có không tin, Chu quý phi sắc mặt trắng nhợt, run rẩy hỏi, cổ độc. Sao có thể, kia không phải miêu cương đồ vật sao? Trong cung như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Thảo dân cũng không biết, mặc thần y cũng thực đau đầu cung nhân nói an vương uống thuốc mới phát tác còn thỉnh hoàng thượng dung thảo dân kiểm tra an vương uống thừa nước thuốc. Hoàng thượng không có lập tức đáp ứng mà là nói An Vương hiện tại thế nào. Cha hỏi đề rất quan trọng nhưng trước mắt quan trọng nhất vẫn là cứu trị An Vương. Thảo dân đã dùng kim châm ổn định An Vương bệnh tình chỉ là cụ thể trị liệu còn cần xem an vương chung chính là cái gì cổ độc Mạc thần y đã là mệt mỏi đến cực điểm nhưng lại không thể không cường căng hắn muốn y không hào an vương không chỉ là hắn hắn nữ nhi cũng không có kết cục tốt nghĩ đến trở thành hoàng thượng phi từ nữ nhi mặc thần y liền một trận hối hận hối hận tiến cung hối hận không có lưu tại tiêu vương phủ hoàng thượng nghe được mặc thần y nói như vậy lập tức nói đi lấy hôm nay chén thuốc tới án vương mỗi ngày uống dược dư lại nước thuốc đều sẽ đơn độc bảo tồn lên, liền sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Công nhân thực mau liền phủng một cái tàn lưu một chút nước thuốc cùng dược cha chén tới, mặc thần y trước biện này sắc sau nếm này vị. Hoàng thượng cùng chu quý phi vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn, một lát sau, liền thấy mặc thần y lắc lắc đầu, không có vấn đề. Dược phân lượng cùng thành phần, cùng hắn sở xứng đến giống nhau như đúc. Hoàng thượng cùng Chu Quý phi một trận thất vọng, Mặc Thần y lại nói, "Còn thỉnh hoàng thượng chuẩn thảo dân kiểm tra mặt khác dược cha." "Chuẩn, An vương trong khoảng thời gian này uống đến dược thật sự quá nhiều, không có khả năng nhất nhất đoan lại đây, chỉ có thể là Mặc Thần y chính mình đi." Hoàng thượng mệnh Tâm Phúc mang Mặc Thần y qua đi, hắn cùng Chu Quý phi tắc lưu lại nơi này nhìn Tiêu Tử An trong điện nô tài biết được An Vương tạm thời không có việc gì sau, cũng thoáng tĩnh hạ tâm tới, tay chân lanh lẹ đem trong điện thu thập sạch sẽ, lại huân dâng hương khối. Làm cho phòng trong hương vị dễ người một ít. An Vương lúc này đã thu thập sạch sẽ, chỉ là phiếm thanh mặt cùng đen nhánh môi lại tiêu không đi xuống. Tử An, ta đáng thương hài tử. Chú Quý Phi ngồi ở bên giường, nước mắt rơi như mưa. Hoàng thượng đi đến chu quý phi bên cạnh người, nắm lấy chu quý phi tay, tử an sẽ không có việc gì, có mặc thần y ở ân. chu quý phi dịu ngoan hẳn là, nhưng tâm lý lại là khịt mũi coi thường. Nếu là trước kia, nàng còn tin tưởng mặc thần y sẽ tận tâm trị liệu con trai của nàng, nhưng hiện tại liền khó nói. Phải biết rằng mặc thần y nữ nhi, hiện tại cũng là hoàng thượng phi tử. Ai biết mặc thần y sẽ vì sẽ vì hắn nữ nhi, mà đem nàng tử an diệt trừ. Mọi người đều biết sở hữu hoàng tử trung hoàng thượng yêu thích nhất Từ An, nếu là Từ An không có, lúc này lại có người mang thai, hoàng thượng nói không chừng sẽ đem đối tam hoàng tử cảm tình. Di tình đến sắp sinh ra hài tử trên người. Có một cái thần y phụ thân, chỉ cần hoàng thượng chịu Lâm Hạnh mặc Ngọc Nhi, Chu quý phi tin tưởng, Mặc Ngọc Nhi nhất định có thể ở nhanh nhất tốc độ hoài thượng hài tử. Đến lúc đó này trong cung còn có ai có thể ngăn cản Mặc Ngọc Nhi thượng vị. Chu quý phi âm mưu luận trong cung, nhân an vương đột nhiên trung cổ độc mà người ngã ngựa đổ tiêu vương phủ cũng bởi vậy sự mà náo loạn lên. Y sinh hệ thống ở trừng phạt lâm sơ cứu cứu chị an vương bất lực sau, không ngừng nhắc nhở nàng mau chóng trị liệu an vương, bằng không an vương đã chết. Lâm sơ cửu khẳng định sẽ lại lần nữa đã chịu trừng phạt. Nhân phía trước liền có an vương bệnh lịch ở, cho dù cách đến xa, y sinh hệ thống cũng có thể thu được an vương cầu cứu tín hiệu. Chỉ là y sinh hệ thống cũng không biết an vương làm sao vậy chỉ biết An Vương phát ra mãnh liệt cầu cứu tín hiệu. Tiếp thu quá một lần trừng phạt sau, Lâm Sơ Cửu thật đến sợ hệ thống, nhưng An Vương người ở trong cung, Lâm Sơ Cửu muốn đi cấp An Vương trị liệu trước hết cần tiến cung, chỉ là nàng một mở miệng. Tiêu Thiên Diệu liền cự tuyệt. Chương 217 quá sớm nói chính sự. Không được tiêu thiên diệu không chút nghĩ ngợi liền kiên định cự tuyệt nói dỡn lúc này trong cung chính loạn lâm sơ cửu lúc này tiến cung không phải thêm phiền chọc phiền toái sao ta không phải đi chơi ta có chính sự tuy rằng không biết y sinh hệ thống lại chủ cái gì phong khả lâm sơ cửu biết nàng nếu không đi tiêu từ an vạn nhất đã chết y sinh hệ thống khẳng định sẽ quái nàng cứu trị bất lực đến lúc đó một hồi trừng phạt không thể thiếu tiêu thiên diệu không dung thương lượng nói chính sự cũng không được lần nữa bị tiêu thiên diệu không tuyệt lâm sơ cửu hỏa khí cũng lên đây nếu ta phi đi không thể đâu tiêu tử an còn chưa chết y sinh hệ thống liền phải trừng phạt nàng người muốn chết nàng không được thảm hại hơn vì chính mình nàng cũng muốn tiến công nhìn xem nói không chừng có thể cứu tiêu tử an đâu tiêu thiên diệu nhìn lâm sơ cửu lướt mắt một cái căn bản không hỏi nàng cái gì chính sự khinh miệt nói ngươi thử xem nhìn xem không có bổn vương cho phép ngươi có thể hay không đi ra tiêu vương phủ đại môn chỉ cần hắn không muốn, lâm sơ cửu nơi nào cũng đừng nghĩ đi. Người đáp ứng quá ta, duẫn ta tự do ra vào tiêu vương phủ. Người nam nhân này, sao lại có thể nói chuyện không nói tính. Nhưng không có duẫn người tự do tiến cung. Ngày thường còn chưa tính, lúc này tiến cung không phải tìm phiền toái sao. Ta ra tiêu vương phủ. Đi nơi nào là ta tự do, ta có thể bảo đảm ta tiến cung sẽ không cấp tiêu vương phủ cùng ngươi mang đến phiền toái. Lâm sơ cửu theo lý cố gắng, nhưng tiêu thiên diệu chính là không đồng ý. Người ngoan ngoãn mà ở nhà ngốc tưởng tiến cung về sau cũng có thể, nhưng hiện tại không được. Nói xong, hoàn toàn mặc kệ lâm sơ cửu như thế nào dậm chân, rào đãi thị vệ nhìn chằm chằm nàng, đừng làm cho nàng chạy loạn, liền chuyển động xe lăn đi ra ngoài. Trước khi đi còn cố ý dặn dò một câu tất yếu thời điểm có thể áp dụng đặc thù thủ đoạn, bổn vương thứ các ngươi vô tội lời này tiêu thiên diệu là đối với thị vệ nói khả lâm sơ cửu lại biết lời này là nói cho nàng nghe lâm sơ cửu khí tạc tiêu thiên diệu ngươi nói chuyện không giữ lời quả thực hỗn đàn nếu là nàng bị y sinh hệ thống xử phạt nàng tuyệt đối muốn cùng tiêu thiên diệu liều mạng làm hắn cảm thụ một chút cái gì kêu sống sờ sờ bị giao phẫu thuật giải phẫu không hề dối trá kêu vương ra giữa không trung bay tới tiêu thiên diệu thanh âm khả nhân lại nhìn không thấy hỗn đàn lâm sơ cửu tức giận đến mắng một tiếng nhưng lại là một chút biện pháp cũng không có nhìn cửa như đồng môn thần thị vệ lâm sơ cửu biết chính mình ra không được tức giận đến ngã ngồi ở ghế trên hiện tại làm sao bây giờ lâm sơ cửu vô ngữ hỏi thiên nhưng thiên cũng không phản ứng nàng phiền đã chết này cái gì phá hệ thống lâm sơ cửu dùng sức đấm dứt thiếu chút nữa bắt tay cấp tạp đau mà lúc này y sinh hệ thống còn đang không ngừng nhắc nhở lâm sơ cửu tiêu từ an yêu cầu mau chóng trị liệu nhân ra không tìm ta ta lại vào không được cung ta như thế nào trị liệu lâm sơ cửu phiền đến ở phòng trong đồi tới đồi lui cuối cùng vẫn là nghĩ không ra biện pháp mặc kệ đi về trước làm chuẩn bị thật muốn tới rồi khẩn cấp thời điểm nàng tổng muốn liều một lần lâm sơ cửu nâng bước đi ra ngoài lại bị môn thần thị vệ chặn đường đi vương phi vương gia có lệnh ngươi không thể loạn đi lâm sơ cửu tức giận mà vỗ rớt bọn họ tay ta không phải loạn đi ta hồi chính mình phòng không thể sao tị vệ vội lui ra cúi đầu nói thuộc hạ hộ tống vương phi rời đi hai cái tị vệ ly lâm sơ cửu chỉ có một tay khoảng cách cái này khoảng cách mặc kệ lâm sơ cửu chạy trốn nơi đâu tị vệ đều có thể đem nàng chào trở về yêu thiên diệu thủ hạ người cùng hắn giống nhau tàn nhẫn Tiêu thiên diệu phi thường khó hiểu, lâm sơ cửu hảo hảo muốn ra cái gì cung, lập tức triệu tới ẩn vệ tìm hỏi bọn hắn lâm sơ cửu lần trước tiến cung, rốt cuộc gặp cái gì. Hết thảy thực bình thường, duy nhất không bình thường, chính là lâm sơ cửu gặp được tiêu tử an, cư nhiên chủ động cấp tiêu tử an trị liệu. Nàng cùng an vương phía trước có liên quan sao? Tiêu thiên diệu nhíu mày hỏi. Ẩn vệ đã sớm tương lâm sơ cửu quá vãng tra đến sạch sẽ, không chút nghĩ ngợi liền nói, không có nếu không có như thế nào sẽ chủ động vì an vương trần bệnh lúc này đây nháo đến muốn vào cung vừa lúc là an vương phát bệnh thời gian đây là trùng hợp sao tiêu thiên diệu không tin chỉ là có chút sự lại không phải như vậy hảo cha giơ tay ý bảo ẩn vệ lui ra tiêu thiên diệu rũ mắt suy nghĩ sâu xa ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn thành âm chợt cao chợt thấp không có người biết hắn suy nghĩ cái gì vương ra ngoài cửa, đột nhiên truyền đến Lưu Bạch vội vàng thanh âm, giây tiếp theo Lưu Bạch liền vội vàng chạy ra tới, mướt mồ hôi đầu tóc đánh vào trên trán, nhìn qua cực kỳ chật vật. Ra đại sự, Tiêu Thiên Diệu Mi cũng không nâng, chỉ nói, chuyện gì? Chúng ta ở Bắc vực Lương Thảo, còn có đưa đến tiền tuyến dược bị người cướp. Lưu Bạch vẻ mặt vội vàng, còn có nồng đậm tự trách. Này đó đều là hắn phụ trách sự, nhưng lại đồng thời thất lợi tiêu thiên diệu hao phí cực đại nhân lực cùng vật lực mới gom đủ kia phê lương cùng ngoại thương dược. Muốn lại thấu một đám cơ hồ không có khả năng mà không có lương thảo cùng thuốc trị thương, tiền tuyến binh lính từ thương sẽ lớn hơn nữa. Nhưng chính là như vậy tiêu thiên diệu cũng không thấy sốt ruột, chỉ nói, người nào làm. Hoàng thượng hộ long vệ còn làm không được. Trên giang hồ một ít thế lực theo cha cùng mặc thần y có quan hệ. lưu bạch cúi đầu tự trách không thôi. Mạc Thần Y chính là hắn tìm tới, cũng là hắn cực lực ở Tiêu Thiên Diệu trước mặt. Vì Mạc Thần Y cùng Mạc Ngọc Nhi bối thư, nhưng không nghĩ này hai người lại phản học Tiêu Thiên Diệu một đao. Mạc Thần Y quả nhiên là có quyết đoán người, hoàn thành việc này Hoàng thượng chắc chắn đối mặt cô nương lau mắt mà nhìn, thăng lên phi vị sắp tới. Tiêu Thiên Diệu đảo mắt tưởng tượng liền minh bạch. Mạc Thần Y đây là vì hắn nữ nhi cấp Hoàng thượng đệ đầu danh trạng vì Hoàng thượng phân yêu. Kể từ đó, hoàng thượng xem ở Mặc Thần y thế lực phân thượng cũng sẽ không bạc đãi Mặc Ngọc Nhi. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lưu Bạch yên lặng mà nhìn Tiêu Thiên Diệu. Giang hồ chỗ đó chịu triều đình giám thị, nhưng lại không ở triều đình quản hạt phạm vi. Giang hồ nhân sĩ luôn luôn không mừng cùng triều đình giao tiếp. Mà bọn họ danh trên mặt cũng không nhúng chàm giang hồ, những cái đó giang hồ nhân sĩ trước kia ngại với Tiêu Thiên Diệu uy danh chưa bao giờ dám động đến tiêu thiên diệu trên đầu, nhưng hiện tại. Có mặc thần y ra mặt, có mặc thần y chứng minh tiêu thiên diệu chân phế đi, lại có hoàng thượng ở sau lưng chống lưng, những người đó còn muốn cố kỵ tiêu thiên diệu sao? Thấy tiêu thiên diệu nửa ngày không mở miệng, Lưu Bạch lại nói, nếu làm ma cung ra tay, tất nhiên sẽ bại lộ chúng ta cùng ma cung quan hệ. Chính tả không đội trời chung, chỉ cần dính dáng đến ma mặc kệ ngươi có hay không làm chuyện xấu, chính đạo nhân sĩ cùng triều đình đều sẽ không bỏ qua ngươi. Không cần, tiêu thiên diệu bỗng dưng đình chỉ gõ mặt bàn, đôi tay ở trên bàn một trống, đứng lên, đi phía trước đi rồi hai bước truyền tin tức đi ra ngoài, bổn vương chân hào. Trần Hảo Tiêu Thiên Diệu có cũng đủ uy hiếp lực tin tức này vừa ra, Lưu Bạch có thể khẳng định những cái đó cái gọi là giang hồ nhân sĩ, nhất định sẽ lui khiếp. Mà mặc thần y phòng chừng cũng sẽ thanh danh quét giác. Chỉ là, Lúc này hảo sao? Có thể hay không quá sớm? Bọn họ nguyên kế hoạch là ở Đông Văn ngăn không được Bắc Lịch công kích. Tiêu Thiên Diệu lấy hai chân đi đứng không tốt thân phận tự tình thượng chiến trường, ở trên chiến trường lại bại lộ ra tiêu thiên diệu chân tốt sự thật. Rốt cuộc tàn phế tiêu thiên diệu, càng dễ dàng làm hoàng thượng yên tâm. chương 218 uy hiếp chiếc thiên tàng các. Lúc này bại lộ ra tới, sắc thật quá sớm, chính là. Sự cấp tổng quyền ấn bổn vương nói được làm, tiêu thiên diều cũng không nghĩ ở cái này điểm bảo xuất tới. Cần phải không kinh sợ trụ nháo sự người, những cái đó đang âm thầm ngo ngoe dục dịch chờ đợi thời cơ địch nhân nhóm, tất nhiên sẽ cho rằng hắn thật là rút nha lão hổ. Chờ đến này nhóm người tụ ở bên nhau, ùa lên, sự tình chỉ biết càng phiền toái mà muốn kinh sợ những cái đó không chịu triều đình quản hạt giang hồ nhân sĩ, cùng âm thầm chuẩn bị ra tay địch nhân, không có gì so hai chân có thể hành tẩu tiêu thiên diệu càng có hiệu quả. Lưu Bạch nghe được Tiêu Thiên Diệu nói như vậy, liền minh bạch thời cơ tuy rằng không đúng, nhưng bọn họ không còn có so cái này càng tốt lựa chọn. Thế nhân đều biết Tiêu Thiên Diệu binh quyền bị Hoàng thượng cướp đi, lúc này bọn họ chính là bày ra ra cường đại thế lực, những người đó cũng sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ tập thể công kích vô chi giả, không sợ. Muốn làm tiêu thiên diệu chân tốt tin tức bằng mau tốc độ truyền bá đi ra ngoài, lựa chọn tốt nhất chính là ánh trăng vừa ra thiên hạ vô tàng thiên tàng các. Lưu Bạch tìm được thiên tàng các tên mập chết tiệt chỉ nói một câu nói, nhà của chúng ta vương ra muốn thấy đặc sứ thỉnh. Thiên tàng các tin tức linh thông, tự nhiên biết tiêu thiên diệu bị một đám vô danh tiểu bối đánh mặt thấy Lưu Bạch tìm tới môn thiên tàng các béo đặc sứ còn tưởng rằng tiêu thiên diệu phải hướng thiên tàng các chịu thua, lập tức đắc ý tùy lưu bạch cùng đi trước chính là. Đường hắn nhìn đến một thân thường phục đưa lưng về phía hắn mà chạm tiêu thiên diệu khi trực tiếp dọa ngốc. Tiêu tiêu vương ra, tấm lưng kia hóa thành cho hắn cũng nhận thức, chỉ là mặc thần y không phải khẳng định tiêu thiên diệu chân hảo không được tu vi lui về phía sau sao. Hiện tại đứng ở trước mặt hắn tiêu thiên diệu là chuyện như thế nào? Là hắn hoa mắt vẫn là hắn bị người chơi béo đặc sứ cả người đều không tốt, hận không thể quay đầu liền đi. Tiêu thiên diệu xoay người, khóe môi dơ lên một mặt châm chọc cười, đã lâu không thấy, đặc sứ biệt lai vô dạng. Béo đặc sứ run run nói, là hồi lâu không thấy, vương gia phong thái như cũ. Béo đặc sứ hai chân bụng run lên, có một loại xoay người liền chạy xúc động, nhưng hắn biết hắn chạy không thoát. Hắn không phải tiêu thiên diệu đối thủ. Đáng chết, lần sau tiêu thiên diệu muốn gặp hắn, hắn nhất định phải đem tiên tàng các võ thần toàn bộ mang đến. Đặc sứ đại nhân mắt vụng về, bổn vương tâm tình không tốt. Như thế nào phong thái như cũ. Đạp tiêu thiên diệu tiến lên một bước béo đặc sứ không chút nghĩ ngợi liền lui về phía sau một bước, vương, vương ra tâm tình không tốt. Có phải hay không gặp chuyện gì? Không biết tại hạ có không vì vương gia chia sẻ hắn, hắn thật đến không phải cố ý, hắn nghe được mặc thần y bảo đảm, cho rằng tiêu thiên diệu thật đến phế đi, lúc này mới đem hắn vận lương thảo cùng dược liệu lộ tuyến bán đi. Hắn hảo oan nha, rõ ràng phía trước đều tính toán thu tay lại, nào biết sắp đến đầu lại té lan quay. bổn vương xác thật có việc cần đặc sứ hỗ trợ. Tiêu thiên diệu không khách khí mở miệng, mập mặt đặc sứ sau khi nghe xong, lập tức lộ ra một cái nịnh nọt cười, vương ra thỉnh giảng. Chỉ cần chúng ta thiên tàng các có thể làm, ta tuyệt không hai lời. Chỉ cần hắn còn hữu dụng, vậy là tốt rồi làm. Chính là Tiêu Thiên Diệu chuyện vừa truyền, bất quá, lại này phía trước chúng ta có phải hay không muốn tính tính toán, người bán bổn vương tin tức chướng. Vẫn là trốn bất quá sao? Béo đặc sứ mau khóc, vẻ mặt đưa đám nói, vương gia ta ta thiên tàng các làm được chính là tin tức mua bán sinh ý bổn vương nhớ rõ, từng cảnh cáo ngươi đừng bán bổn vương tin tức bằng không bổn vương hủy đi thiên tàng các. Tiêu thiên diệu lại đi phía trước một bước, lúc này đây mập mạp đặc sứ không dám động. Một trường mặt béo phì thịt run run, trên mặt mồ hôi lạch cạch lạch cạch đi xuống rớt, vương ra chuyện gì cũng từ từ ta không có bán cùng tin tức của ngươi, đến nỗi mặt khác tin tức. Có người mua chúng ta tự nhiên muốn bán, ta thiên tàng các cũng là muốn ăn cơm nha béo đặc sứ nỗ lực toàn chữ, đáng tiếc tiêu thiên diệu không có cùng hắn tắt thượng quan từ ý tứ, chỉ vào tây bắc phương hướng, nói, biết cái kia vị trí là cái gì sao? Béo đặc sứ thật muốn khóc kia chẳng phải là bọn họ thiên tàng các ở đông lăng phân chỉ sao? Vương gia, ngươi ngàn vạn không cần xúc động, ta thiên tàng các cũng không phải dễ chọc nha, bổn vương chính là quá cẩn thận mới làm người chui chỗ trống. Bổn vương chân phế đi, tu vi lùi lại, ai nói cho ngươi? tiêu tiên diệu đột nhiên ra chân, một chân đem béo đặc sứ đá bay. Đi béo đặc sứ kêu thảm tiết một tiếng, bay ra mấy chục mét xa, nặng nề mà té ngã trên mặt đất. Hơn nửa ngày mới từ trên mặt đất bỏ lên, lau sạch trên mặt huyết, tâm giận nói, tiêu tiêu vương ra. Người đừng quá quá mức ta thiên tàng các oanh. Câu nói kế tiếp còn không có nói xong, liền thấy một trận vang lớn truyền đến tây bắc phương hướng trên không đột nhiên bốc lên một trận khói bụi. Kia khói bụi béo đặc sứ rất quen thuộc là phòng ở sập mới có thể hình thành xương xám. Người, người, người hủy đi thiên tàng các, béo đặc sứ cả người đều không tốt. Tự nhiên thật đến có người hủy đi thiên tàng các trời ơi, mà nha. Làm hắn đi tìm chết đi, hắn không mặt mũi gặp người. Tư quốc bốn tòa thiên tàng các sừng sững trăm năm không ngã, nhưng không nghĩ tới trên tay hắn thiên tàng các cư nhiên sáng tạo lịch sử. Hôm nay sự tất nhiên sẽ tái nhập thiên tàng các sử sách. Nhưng lại này đây một loại xỉ nhục phương thức bổn vương luôn luôn nói là làm. Tiêu thiên diệu đón gió mà đứng, quần áo nhẹ nhàng bay múa, nói không nên lời huyến lệ, nhưng béo đặc sứ lại vô tâm thưởng thức, hắn lúc này phẫn nộ muốn giết người. Người hủy đi thiên tàng các thiên tàng các sẽ không bỏ qua ngươi. Người cho rằng, bổn vương sẽ sợ. Tiêu thiên diệu khinh thường hừ lạnh, béo đặc sứ tức giận đến toàn thân thịt mỡ thẳng run, tiêu thiên diệu hoàn toàn làm lơ, ngược lại đi đến một bên ghế đá thượng. Đặc sứ, mời ngồi. Trướng tính thanh, chúng ta hiện tại nói một bút sinh ý. Tiêu thiên diệu biểu tình đạm nhiên, thật giống như vừa mới hủy đi thiên tàng các người, không phải hắn giống nhau. Béo đặc sứ khí cười, người hủy đi ta thiên tàng các còn muốn cùng ta nói sinh ý. Ta liền như vậy, khi dễ. Thiên tàng các làm được là tin tức mua bán sinh ý, như thế nào? Thiên tàng các không làm bổn vương sinh ý. Tiêu thiên diệu nói được tùy ý, nhưng béo đặc sứ lại là lưng phát lạnh hắn cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần hắn gật đầu nói là tiêu thiên diệu liền dám đem mặt khác ba tòa thiên tàng các cấp hủy đi. Tình thế không ai cường, chỉ có thể nhịn. Béo đặc sư hít sâu vài khẩu khí, mới áp xuống trong lòng lửa giận, đi đến tiêu thiên diệu trước mặt ngồi xuống, tiêu vương ra muốn nói chuyện gì sinh ý. Nói nói chuyện, người nào đoạt bổn vương đồ vật bị thương bổn vương người. Quy hiếp lực loại đồ vật này phải có, đồng dạng nắm tay cũng muốn ra. Quang uy hiếp không ra quyền, người khác chỉ biết đương hắn là hổ giấy, hủy đi thiên tàng các chỉ là bắt đầu. Dám đánh hắn chủ ý, liền phải chuẩn bị trả giá huyết đại giới. Béo đặc sứ mặt bộ một trận run rẩy, rõ ràng hắn biết tiêu tiên diệu muốn làm cái gì. Hắn chỉ nghĩ nói, lần này ra tay người thật đến là suối quẩy, một đám bị mặc thần y cấp hố chết. Bất quá, có người bồi hắn cùng nhau xui xẻo, hắn chỉ biết vỗ tay liền hào. Béo đặc sứ dứt khoát nói còn thỉnh vương ra cho ta một chương giấy, một chi bút. Rất lời, lập tức liền có người đem béo đặc sứ muốn giấy bút dâng lên, tốc độ mau đến làm béo đặc sứ kinh ngạc không khép miệng được. Tiêu thiên diệu bên người, rốt cuộc có bao nhiêu người tài ba? Bọn họ có phải hay không quá xem nhẹ tiêu thiên diệu? Trường 219 phủng sát không chịu khống chế tiên tàng các đặc sứ không sợ tiêu thiên diệu, nhưng xác thật không dám cùng tiêu thiên diệu ngạnh tới, ít nhất ở hắn một người dưới tình huống, hắn không dám cùng tiêu thiên diệu gọi nhịp. Ngoan ngoãn mà đem tham dự việc này môn phái nhất nhất viết thượng, béo đặc sứ đôi tay chỉnh đến tiêu thiên diệu trước mặt vương gia. Người cũng biết chuyện này chúng ta đều là chịu mặc thần y suối dục, muốn không có mặc thần y suối dục chúng ta cũng sẽ không cùng vương gia ngươi là địch. Béo đặc sứ cuối cùng vẫn là nhịn không được muốn tàn nhẫn hố mặc thần y một phen bọn họ bị mặc thần y hố thảm, đặc biệt là bọn họ thiên tàng các. Trực tiếp thành tiêu thiên diệu giết gà dọa khỉ kia chỉ gà. Đa tạ nhắc nhở thiên tàng các thành ý bổn vương thấy được. Quá vãng việc xóa bỏ toàn bộ thiên tàng các nếu là khó chịu bổn vương tùy thời hoan nghênh. Hắn bất hòa thiên tàng các so đo, nhưng thiên tàng các muốn chọn sự, hắn cũng không sợ. Béo đặc sứ nghe minh bạch tiêu thiên diệu nói, chỉ có cười khổ bắt được chính mình muốn, tiêu thiên diệu nửa khác không ngừng lưu, xoay người liền đi. Béo đặc sứ quay đầu, nhìn tiêu thiên diệu trầm ổn thong dong nện bước, không khỏi ở trong lòng mắng to mặc thần y hỗn đàn. Tiêu thiên diệu bắt được danh sách cũng không thèm nhìn tới liền ném cho tô trà, giao cho kinh trì, nói cho hắn trả nợ thời điểm tới rồi. Kinh trì tiếp giết chu tứ nhiệm vụ, bạc đều cho, nhưng cuối cùng Chu Tứ lại chết ở ma quân trọng lâu trong tay, Kinh Trì nhưng thật ra muốn đem bạc trả lại cho Tiêu Thiên Diệu, nhưng Tiêu Thiên Diệu không chịu muốn. Cầm hắn bạc phải vì hắn làm việc, việc này không thành còn có khác sự, Kinh Trì muốn thoát thân, nằm mơ đi. 16 người, Kinh Trì cũng không tính mệt, Tô Trà nhìn thoáng qua liền đem tờ giấy gấp lại. Tuy rằng nhân số nhiều, nhưng này 16 người thêm lên cũng không có Chu Tứ như vậy phiền toái tiêu thiên diệu bước đi tiến thư phòng án thư sau đất trống đã thả một phen ghế dựa tiêu thiên diệu đi qua đi thong dong ngồi xuống đồ vật phải về tới phối hợp kinh trì hành động diệt bọn hắn giám đoạt đồ vật của hắn liền phải có trả giá đại giới giác ngộ kinh trì chỉ, chỉ biết sắt môn phái thủ lĩnh mặt khác tham dự giả còn muốn chính bọn họ động thủ liêu bạch vội đáp ta hiểu được đây là hắn sống tô trà nhìn chằm chằm khẩn trong công sự cấp chu quý phi thổi một chút phong, làm nàng ghét bỏ mặc thần y, hắn muốn cho mặc thần y thân bại danh liệt. Ta biết như thế nào làm, loại này âm mưu sự, chỉ có tô trà có thể làm được. Tiêu thiên diệu hai chân có thể hành tẩu tin tức trước tiên truyền tiến hoàng đế lỗ tai cùng tin tức này cùng đưa đến. Còn có đông lăng thiên tàng các bị hủy đi sự. Hoàng thượng giận dữ, bất chấp an vương bệnh tình, trực tiếp tiên mặc thần y hỏi chuyện, ngươi không phải nói tiêu vương chân phế đi, không có khả năng y hảo sao. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Bàng hoàng thượng giận chụp cái bàn, trên bàn cái chặn giấy nghiên mực nhảy một chút mới trở lại vị trí cũ. Mặc thần y hoàng sợ, không dám tin tưởng nói, hoàng thượng, ngươi nói tiêu vương chân hảo. Chuyện này không có khả năng. Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, thiên tàng các bị hắn hủy đi, thiên tàng các người lại liền tàn nhẫn lời nói cũng không dám phóng một câu, người nói hắn chân nếu là không tốt. Thiên tàng các sẽ sợ hắn, này, chuyện này không có khả năng, tiêu vương chân không có khả năng y hào. Ta từng dùng long phách vì tiêu vương trị liệu, lại bị trên đường đánh gãy. Tiêu vương chân không có khả năng sẽ hào. Hơn nữa hắn tu vi cũng sẽ bởi vì lùi lại. Mạc thần y đem phía trước nói từ lại lặp lại một lần, mà đúng là bởi vì này phân nói, từ, hoàng thượng mới tin tưởng mạc thần y nói, thiên tàng các nhân tài tin tưởng mạc thần y nói. Nhận định tiêu tiên diệu hai chân không có khôi phục đến khả năng. Nhưng hiện tại sự tình bãi ở trước mắt, không chấp nhận được ngươi không tin. Tuy rằng không có chính mắt nhìn thấy, nhưng Hoàng thượng tin tưởng tiêu thiên diệu chân nhất định là hào. Thiên tàng các sẽ không tại đây loại sự thượng nói dối. Mặc thần y ánh mắt dại ra, lẩm bẩm tự nói, tiêu vương chân hào. Rốt cuộc là người nào y hảo hắn chân. Đây là đại phu cùng chính khách khác nhau, Hoàng thượng chỉ quan tâm tiêu vương chân hào sau. Sẽ mang đến cái gì ảnh hưởng, mặc thần y tắc càng quan tâm, rốt cuộc là ai y hảo tiêu vương chân trừ bỏ trung ương đế quốc ngoại tứ quốc trung không có người so với ta y thuật càng tốt ta y không hảo còn có ai có thể y hảo mặc thần y cẩn thận suy tư mau đem đầu tưởng không cũng không có nghĩ ra một cái khả năng người tới hắn nhưng thật ra biết một cái học y thiên tài chính là người nọ đã bị hắn hủy hoại đừng nói không nhất định có thể sống sót chính là có thể sống sót cũng vô pháp lại động thủ vì người khác trị liệu Hoàng thượng nghe được mặc thần y nói, lạnh mặt nói, chấm cũng rất muốn biết rốt cuộc là người nào, y hảo tiêu vương chân. Nếu không phải mặc ngọc nhi đã thành hắn phi tử, mặc thần y phía trước lại thoáng ra một chút lực, hắn đều phải hoài nghi mặc thần y cùng mặc ngọc nhi là tiêu thiên diệu phái tới. Mặc thần y theo như lời tiêu thiên diệu chân hảo không được cũng là cố ý thả ra xương khói đạn mặc thần y nghe ra hoàng thượng bất mãn âm thầm thở dài vội nói hoàng thượng thảo dân cả gan hỏi một câu trong khoảng thời gian này tiêu vương nhưng cho mời đại phu hoặc là tiêu vương bên người nhưng có người xa lạ xuất nhập nếu có lời nói trẫm liền biết là ai y hảo hắn chân nguyên nhân chính là vì không có cho nên hoàng thượng mới tức giận mới hoài nghi mặc thần y lừa hắn không có người tiếp cận tiêu vương Mạc thần y đồng tử đột nhiên phóng đại, ngay sau đó không thể tưởng tượng mà lắc đầu, không đạo lý nha, nàng tuy rằng cũng tập y. Nhưng tuyệt không có cái kê năng lực có thể y hảo tiêu vương hai chân. Hắn là ai? Hoàng thượng lúc này không chịu buông tha bất luận cái gì một cái khả năng. Mạc thần y lúc này chỉ nghĩ tẩy thoát hiểm nghi, không chút nghĩ ngợi liền đem lâm sơ cửu bán tiêu vương phi, nàng sẽ y thuật hơn nữa lúc ấy chính là nàng kịp thời đánh gãy trị liệu quá trình. Cứu tiêu vương mệnh phát sinh ở tiêu vương phủ kia sự kiện hoàng thượng cùng mặc thần y đều không có đề qua đối hoàng thượng tới nói đó là hắn âm thầm làm được sự hắn căn bản không nghĩ làm người biết sao có thể sẽ đi hỏi cái này sự kiện mà đối mặc thần y tới nói đó là hắn đại phu kiếp sống một cái vết nhơ hắn hận không thể vĩnh viễn không cần nhắc tới nếu không phải hôm nay hoàng thượng hoài nghi hắn hắn tuyệt không sẽ nói ra việc này Hoàng thượng nghe được mặc thần y nhắc tới việc này, không chút nghĩ ngợi liền nói, đem ngay lúc đó tình huống lặp lại một lần. Hắn tổng phải biết rằng, kế hoạch của hắn là như thế nào bị người phá hư. Phải biết rằng, cái kia kế hoạch thành công, mặt sau liền không có những việc này, hắn cũng sẽ không bởi vì tiêu thiên diệu phản kích mà sứt đầu mẻ chán, suýt nữa chiều cục không xong. Mạc thần y lúc này cũng bất chấp mất mặt tương lâm sơ cửu như thế nào nhắc nhở, lại như thế nào không mang tất cả đâm hướng thao tắm sự, toàn bộ nói một lần. Bao gồm mặt sau lâm sơ cửu như thế nào tìm được chứng cứ, chứng minh chính mình trong sạch cũng nói. Ở tự thuật trong quá trình, mạc thần y không giấu vết điểm tô cho đẹp lâm sơ cửu, làm thấp đi mạc ngọc nhi. Mạc ngọc nhi hiện tại là cung phi, một cái biết rõ y lý cung phi cũng không thể làm hoàng thượng yên tâm. Mặc thần y lời trong lời ngoài đều cho thấy, mặc ngọc nhi chỉ lược hiểu, so với tiêu thiên diệu kém xa. Nói như vậy, tiêu vương phi y thuật thực hảo Hoàng thượng sắc mặt phi thường nan kham. Lâm sơ cửu là hắn chỉ cấp tiêu thiên diệu phi tử, vốn tưởng rằng là cái vô dụng phế nhân, kết quả lại thành tiêu thiên diệu ân nhân cứu mạng. Thậm chí có thể là y hảo tiêu thiên diệu hai chân người kia, loại này hoàn toàn thoát ly hắn khống chế cảm giác quả thực tao thấu. chương 220 Gia công an vương bệnh tình nguy kịch. Mạc thần y ti rằng tuổi đại trải qua sự tình nhiều nhưng rốt cuộc không phải hỗn quan trường. Đối hoàng thượng tâm tư cũng không có như vậy hiểu biết nghe được hoàng thượng nói, mặc thần y không cần nghĩ ngợi nói tiêu vương phi y thuật xác thật bất phàm. Lúc trước cấp tiêu vương châm cứu khi huyệt vị cực kỳ phức tạp thảo dân chỉ nói một lần tiêu vương phi liền nhớ kỹ. Phải không, hoàng thượng tâm tình càng thêm không hảo nhìn dáng vẻ vẫn là hắn giúp tiêu thiên diệu muốn không có hắn tư hôn tiêu thiên diệu chân liền hảo không được mạc thần y lúc này chính là lại bồn cũng nhận thấy được không đúng nghĩ đến hắn phía trước nghe được tiếng gió mơ hồ minh bạch hoàng thượng suy nghĩ cái gì mạc thần y chuyện vừa truyền chỉ là có một chút thảo dân thật sự khó hiểu tiêu vương phi phải có này bản lĩnh như thế nào sẽ làm chính mình trung mạng tính độc dược tiêu vương ra lại như thế nào sẽ bỏ tiêu vương phi không cần mà thỉnh thảo dân cho hắn trị liệu Hoàng thượng nhưng thật ra minh bạch tiêu thiên diệu ý tưởng, bởi vì tiêu vương không tin nàng, bởi vì nàng khi đó còn tuổi nhỏ. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ càng tin tưởng mặc thần y. Mà không phải thanh danh không hiện, chính mình còn thân trung mạng tính độc dược lâm sơ cửu. Phòng trừng tiêu thiên diệu cũng là không có cách nào, mới ngựa chết coi như ngựa sống y, làm lâm sơ cửu vì hắn trị liệu, kết quả thật đúng là làm đụng vào hắn đại vận. Thảo dân minh bạch đề cập đến lâm ra việc nhà mặc thần y thức thật vụ không có hỏi lại hoàng thượng tâm tình phiền chán đang muốn làm mặc thần y lui ra đột nhiên nghĩ đến tiêu thiên diệu trả thù hành vi hoàng thượng nghĩ nghĩ vẫn là nhắc nhở một câu tiêu vương người này trong mắt không chấp nhận được một cái hạt cát phía trước thiên tàng các đem hắn vận lương thảo lộ tuyến bán đi tiêu vương liền trực tiếp hủy đi thiên tàng cát những người đó đoạt tiêu vương đồ vật y hắn tính tình tuyệt không sẽ bỏ qua bọn họ Người tốt nhất trước tiên cho bọn hắn lộ cái tin tức miễn cho bị tiêu vương một lưới bắt hết. Kiến nhiều cắn chết tượng tuy là một ít không thành khí hậu môn phái nhỏ, nhưng ngẫu nhiên vẫn là có thể có tác dụng, hoàng thượng không ngại bán đối phương một cái hào. Mạc thần y sắc mặt đại biến, thảo dân minh bạch tạ hoàng thượng nhắc nhở. Qua loa hành lễ, mạc thần y bước chân hỗn độn, vội vàng rời đi. Nguyên bản, Tiêu Thiên Diệu chân được không? Cùng hắn quan hệ không lớn, nhiều lắm chính là hắn y thuật không được kỹ không bằng người, nhưng hiện tại lại không giống nhau. Hắn không lâu trước đây mới truyền ra tin tức một mực chắc chắn Tiêu Thiên Diệu chân phế đi, còn bằng vào hắn ở trên giang hồ uy tín, tụ tập một nhóm người đi đoạt lấy Tiêu Thiên Diệu đồ vật. Những người đó sở dĩ sẽ ra tay đoạt Tiêu Thiên Diệu đồ vật, trừ bỏ bán hắn một ân tình ngoại, còn có chính là tin tưởng hắn y thuật cùng lời hắn nói, cho rằng Tiêu Thiên Diệu vô pháp khôi phục lúc này mới không có sợ hãi hiện tại tiêu thiên diệu không chỉ có hai chân khôi phục còn triển khai trả thù không chỉ có đánh hắn mặt còn làm hắn trên lưng hại người khác tội danh lúc này đây sự tình nếu là làm không xong hắn không chỉ có thanh danh quét xác chỉ sợ còn sẽ bởi vậy vô pháp ở trên giang hồ dừng chân mặc thần y cảnh tượng vội vàng hướng ngoài điện đi trên đường gặp được một cái tới tìm hắn tiểu thái giám lại bị hắn một chân đá văng lăn hoàng thượng vì cho thấy đối mặt thần y lễ ngộ chuẩn mặc thần y tự do xuất nhập cung đình. Chỉ là mặc thần y biết rõ chính mình tình cảnh vẫn luôn đều bổn phận thủ lễ, không ở hoàng cung loạn đi. Càng không cần đưa ra cung. Lúc này đây, nếu không phải không có biện pháp khác, mặc thần y cũng sẽ không vội vàng ra cung, thuyên chuyển chính mình ở ngoài cung thế lực. Mặc thần y bước nhanh đi đến cửa cung, thị vệ ngăn chờ. Hắn lấy ra hoàng thượng cấp lệnh bài, lão phu muốn xuất cung. Thị vệ xem xét sau, xác định không có lầm cũng không dám ngăn trở, chỉ phải phóng mặc thần y đi ra ngoài. Sự có vừa khéo, mặc thần y ra cung không có bao lâu, an vương trong điện thái giám liền đuổi tới. Tiểu thái giám chạy trốn thở hồn hền, nhìn đến canh cửa cung thị vệ, vội hỏi nói, các ngươi nhìn đến mặc thần y không? Hắn ở đâu? Bọn họ mãn hoàng cung tìm cũng không có tìm được. Mới vừa nghe được có người nói, mặc thần y hướng cửa cung đi rồi, lúc này mới đuổi theo ra tới. Mạc Thần y, có phải hay không một cái đầy đầu đầu bạc còn có dâu bạc lão nhân?" Mạc Thần y diện mạo ở trong cung tính đặc biệt thị vệ cũng biết một vài. Tiểu thái giám vội vàng gật đầu. "Đúng đúng đúng, chính là Mạc Thần y, các ngươi nhìn đến hắn sao?" "Già cung, 15 phút trước đi ra ngoài, giống như thực hấp đến độ bộ dáng, ngươi hiện tại đi ra ngoài truy, chỉ sợ đuổi không kịp." Thị vệ hảo tâm nhắc nhở, tiểu thái giám sắc mặt đại biến. "Cái này nhưng không xong." Tiểu Thái giám bất chấp nghỉ ngơi, xoay người liền trở về chạy còn chưa tới An Vương Thanh Hòa Điện liền kéo ra giọng nói hô to Quý phi nương nương, Mặc Thần Y, Mặc Thần Y hắn tìm được Mặc Thần Y, chú quý phi ti rằng hoài nghi Mặc Thần Y nhưng lúc này nàng trừ bỏ tin tưởng Mặc Thần Y ngoại căn bản không có biện pháp khác trong cung y thuật tốt nhất Tần Thái Y cũng y không hào nàng nhi tử bệnh. Tiểu thái giám vội lắc đầu, mặc thần y hắn ra cung, 15 phút trước ra cung, cũng không có nói đi nơi nào, hiện tại sợ là đuổi không kịp. Lúc này ra cung, chu quý phi sắc mặt đột biến, nghĩ đến phía trước tâm phúc cung nữ nói, không khỏi cười lạnh. Quả nhiên, mặc thần y xác thật là muốn vì hắn nữ nhi thanh lộ diệt trừ nàng cùng từ an này hai cái chướng ngại. Nếu không phải như vậy, như thế nào giải thích từ còn đâu mặc ngọc nhi thượng vị sau. Bệnh tình đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Mặc thần y lại tại đây thời điểm mấu chốt ra cung. Gia cung, nàng từ an có bất chắc gì, cũng không thể quái mặc thần y cứu trị bất lợi. Từ an ngươi chờ, mẫu phi sẽ không làm ngươi có việc. Kiệt không sẽ làm ngươi có việc. Chu quý phi có lẽ sẽ lợi dụng tiêu từ an tranh sủng nhưng lại là chân chính để ý hắn. Nếu không phải thật đến để ý tiêu từ an, bằng nàng như vậy được sủng ái. Có thể sinh hạ tiêu tử an là có thể tái sinh một cái, nhưng nàng không có nhiều năm như vậy, Chu Quý Phi vẫn luôn thủ thân thể không tốt tiêu tử an, chưa từng có nghĩ tới từ bỏ tiêu tử an, tái sinh một cái nhi tử. Bãi giá, bổn cung muốn gặp hoàng thượng. Là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, Chu Quý Phi lau sạch trên mặt nước mắt, tùy tay một xả, đem sơ tốt búi tóc xà tán, làm chính mình nhìn qua chật vật một ít. Hoàng thượng vẫy lui mặc thần y, y sau, không có lại triệu kiến khác đại thần, mà là chính mình trong điện suy tư tiêu thiên diệu chân hào sau, sẽ mang đến phiền toái không có ngoài ý muốn tiêu thiên diệu chân thương hào sau, hắn hiện tại ưu thế sẽ toàn bộ biến mất, không chỉ có như thế ngược lại còn muốn ở vào hoàn cảnh xấu. Hắn cần thiết nghĩ cách xoay chuyển thế cục chính là. Còn không kịp nghĩ ra một cái nguyên cớ, điện hạ liền vang lên chu quý phi tê tâm liệt phế tiếng la, hoàng thượng, hoàng thượng cầu xin ngươi cứu cứu tử an. Hoàng thượng thần thiếp cầu ngươi. Nương nương, ngươi không thể đi vào nương nương hậu cung không vào đến thảo luận chính sự điện, cầu nương nương đừng làm khó dễ nô tài. Hoàng thượng tâm phúc thái giám ở điện hạ, gắt gao ngăn lại chu quý phi. Chu quý phi dẫy dụa hướng trong hướng, lại cực có kỹ xảo chưa từng có kia nói tuyến. Chỉ là gần cổ lên hô to, ta muốn gặp hoàng thượng, ta muốn gặp hoàng thượng. Hoàng thượng tự an sắp chết rồi ta cái gì cũng quản không được, ta muốn gặp hoàng thượng. Liền tính xông vào đại giới là chết ta cũng muốn đi vào cầu hoàng thượng. Cầu Hoàng thượng cứu cứu ta nhi tử. mươi 221 Hoàng thượng thần làm không được. Trong cung, nhân mặc thần y ra cung, An Vương lại lần nữa hộc máu, nôn mửa mà loạn thành một đoàn, Hoàng thượng mang theo chật vật lại không giấu phong hoa chu quý phi. Vội vàng đuổi tới thanh hòa điện, cùng lần trước giống nhau an vương phòng ngủ nội trừ bỏ một đại than huyết ngoại còn có hoàng bạch nôn tần thái y cùng chúng thái y vây quanh an vương xoay quanh nhìn thấy hoàng thượng cùng chu quý phi lại đây một đám vội đứng dậy hành lễ miễn lễ an vương thế nào hoàng thượng vội vàng mở miệng ánh mắt rừng ở tần thái y trên người tần thái y cúi đầu uể oải nói hồi hoàng thượng nói thần chờ vô năng nói cách khác y không tốt vô năng các ngươi là thái y, các ngươi sao lại có thể nói nói như vậy? Bổn cung mệnh lệnh các ngươi, mệnh lệnh các ngươi lập tức y Hào An Vương, có nghe hay không? Bổn cung mệnh lệnh các ngươi, Chu Quý Phi nói nói liền khóc ra tới. Thân mình mềm nhũn, quỳ dạp xuống hoàng thượng bên chân, hoàng thượng, các thái y không có cách nào tự ăn hắn làm sao bây giờ? Mặc Thần y hắn rốt cuộc đi nơi nào? Như thế nào sẽ như vậy sao? Ở ngay lúc này ly cung đâu? lập tức phái người đi tìm mặc thần y hoàng thượng đoán được mặc thần y vì cái gì ra cung nhưng này cũng không tỏ vẻ hoàng thượng có thể tha thứ mặc thần y hắn làm mặc thần y thông chi những người đó lại không phải làm mặc thần y ném xuống con của hắn mặc kệ cùng con của hắn so sánh với những người đó mệnh tính cái gì đúng vậy thị vệ xoay người chạy ra thanh hòa điện bước chân bay nhanh nhưng bọn họ tốc độ chính là lại mau cũng không có khả năng lập tức đem mặc thần y tìm tới mà lúc này chiếu cố an vương y nữ kêu to an vương an vương lỗ mũi ở đổ máu tần thái y bất chấp hoàng thượng không có kêu khởi bay nhanh mà bỏ dậy triều an vương chạy tới chu quý phi cũng đứng dậy nhào hướng mép giường chỉ là vừa thấy đến toàn thân là huyết xanh cả mặt an vương chu quý phi lại tê liệt ngã xuống chảy nước mắt nói từ an từ an không cần dọa mẫu phi mẫu phi nhát gan ngươi đừng làm ta sợ ngươi đừng làm ta sợ nha nương nương ngươi đừng thương tâm cùng nữ tiến lên khuyên bảo chu quý phi lại bị chu quý phi một phen đẩy ra lăn à, cùng nữ nhùm nhược mà té ngã ở hoàng thượng bên chân đầu khái trên mặt đất lập tức vỡ đầu chảy máu nhưng lại không ai nhiều liếc nhìn nàng một cái hoàng thượng lạnh nhạt gọi tới tị vệ đem người quăng ra ngoài tần thái y trần bệnh qua đi đồng dạng dùng kinh châm thứ huyệt nhưng hắn lại không cách nào làm an vương lập tức cầm máu chỉ là chậm lại huyết lưu tốc độ hoàng thượng thần vô năng An Vương bệnh tình so thượng một lần nghiêm trọng rất nhiều, y An Vương tình huống chỉ sợ căng không được bao lâu, ta chờ không biết An Vương trung chính là cái gì cổ độc. Căn bản không thể nào xuống tay. Tần Thái Y thình thịch một tiếng quỳ xuống, hàm hậu thành thật trên mặt mãn thượng bất đắc dĩ cùng tự trách. Nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng, An Vương cổ độc. Hắn giơ tay nhưng giải, chỉ là hiện tại còn không thể ra tay nhất định phải đến cuối cùng chờ đến tất cả mọi người bó tay không biện pháp hắn dốc hết tâm huyết nghĩ biện pháp sau đó lấy ra trị liệu lý phương án chỉ có như vậy hoàng thượng mới sẽ không hoài nghi hắn chu quý phi mới nhớ rõ hắn hảo an vương trung cổ độc là hắn sư phụ làm mặc thần y thân bại danh liệt cuối cùng một kích cũng là hắn sư phụ vì hắn phô đến cuối cùng một cái lộ có lần này cơ hội hắn liền sẽ trở thành hoàng thượng cùng chu quý phi tâm phúc tâm phúc Hoàng thượng nghe ra tần thái y trong lời nói ám chỉ, lạnh giọng hỏi, mặc thần y không có nói cho các ngươi, an vương trung chính là cái gì cổ. Mặc thần y đối hoàng thượng cùng chu quý phi nói từ là. Hắn đã tra được an vương trung chính là cái gì cổ, hiện tại đang tìm tìm cứu trị phương pháp. Tần Thái Y đem vùi đầu đến càng thấp tiểu tâm nói một câu, không có. Y thuật loại đồ vật này vốn chính là không truyền ra ngoài, trừ phi là tự mình sinh nhi tử bằng không chính là thân truyền đệ tử cũng sẽ không dốc túi tương thụ, mặc thần y không nói hết sức bình thường. Nhưng chu quý phi không như vậy tưởng, chu quý phi tức giận nói, mặc thần y hắn sao lại có thể như vậy ích kỷ? Vì chính mình công lao, liền có thể không màng tự an chết sống sao. Hắn ngày thường không nói cho chúng thái y liền tính, vì cái gì hắn muốn xuất cung, cũng bất hòa các thái y nói một tiếng. Chỉ cần hắn nói một tiếng, rào đãi một câu, ta tự an cũng sẽ không tánh mạng đe dọa chu quý phi lời này tuy có chút cưỡng từ đoạt lý khá vậy không phải không có lý nhưng hiện tại nói này đó có ích lợi gì đâu hoàng thượng đau đầu vỗ trán tần thái y người nhưng có biện pháp thần thần vô năng tần thái y ngữ khí trầm trọng chu quý phi che miệng áp lực khóc một tiếng lại không dám khóc thành tiếng tới hoàng thượng tức đau lòng lại tự trách nếu không phải hắn đem sự tình nói cho mặc thần y mặc thần y cũng sẽ không vội vàng ra cung đương nhiên đầu sỏ gây tội vẫn là mặc thần y Gia cung cư nhiên không giao đãi một tiếng, hoàn toàn không có cầm an chết sống để ở trong lòng. Như vậy tưởng tượng, hoàng thượng đối mặt thần y liền có vài phần bất mãn. Nhưng bất mãn nữa, cũng không thay đổi được an vương máu chảy không ngừng sự. An vương lỗ tai cũng ở đổ máu. Y nữ lại một lần báo cáo tiêu từ an bệnh tình, một lần so một lần nghiêm trọng, hoàng thượng mày nhan thành một đoàn tần thái y, người nghĩ lại biện pháp. Thần tận lực thử một lần tần thái y run rẩy mà đứng dậy lại một lần vì an vương thi trâm hoàng thượng cùng chu quý phi ở một bên nôn nóng chờ hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện chính là không có tần thái y trên tay kim châm toàn bộ chát đi xuống như cũ vô pháp ngừng an vương cái mũi cùng lỗ tay ra bên ngoài đổ máu chu quý phi cực lực áp lực chính mình tiếng khóc nức nở nói mặc thần y từng nói qua từ an nếu là bảy khổng toàn xuất huyết đó là thần tiên cũng khó cứu Tần Thái Y mở miệng, lại bổ một đao, không ra ba cái canh giờ, An Vương tất sẽ bảy khổng đổ máu. Ba cái canh giờ, nếu là ba cái tiến thần nội tìm không thấy mặc thần y làm sao bây giờ? Ta từ An sẽ chết, Hoàng thượng ta từ An sẽ chết. Chu Quý Phi sắc mặt trắng bạch trắng bạch, này tuyệt đối không phải diễn kịch. Hoàng thượng cũng là hãi hùng khiếp vía Tần Thái Y, ngươi nói được chính là thật sự. Cự không dám nói dối mà ba cái canh giờ nổi, mặc thần y tuyệt đối vô pháp trở về. Đáng chết, hoàng thượng mắng một tiếng, chỉ vào an vương, lạnh lùng nói, chẫm mệnh lệnh ngươi, hiện tại, lập tức, lập tức đi cứu từ an, nhất định phải bảo đảm từ an chờ đến mặc thần y trở về. Tình thịch tần thái y rất khoát quỳ trên mặt đất, hoàng thượng, thần làm không được. Hoàng thượng mới mặc kệ này đó, làm không được cũng muốn cho chẫm làm được các ngươi phải làm không đến. Chẫm liền diệt ngươi chín tộc. Hoàng thượng dưới cơn thịnh nộ, lời nói có lẽ không phải thật sự, nhưng lúc này không có người dám đánh cuộc, chính là Tần Thái y cũng không dám. "Hoàng thượng, thần có cái yêu cầu quá đáng, không biết đương giảng không thật giảng." Tần Thái y vẻ mặt đau khổ, muốn nói lại thôi. "Có nói cái gì?" Nói hoàng thượng ống tay áo vung, ở ghế trên ngồi xuống, mượn này bình ổn trong lòng lửa giận là có hoàng thượng chấp thuận tần thái y cũng không hề dối rắm nói thần nghe nói mặc thần y chi nữ tẫn đến mặc thần y chân truyền chịu thỉnh hoàng thượng chuẩn ngọc mỹ nhân cùng thần chờ cùng vị an vương trị liệu thời khắc mấu chốt tần thái y sẽ không quên đem mặc ngọc nhi kéo xuống nước chương hai trăm hai mươi hai thử triệu nàng tiến cung một ngày nội nghe được hai người nói mặc ngọc nhi y thuật mặc thần y nói mặc ngọc nhi y thuật bình thường chỉ tập đến gia lâm hiện tại tần thái y lại nói mặc ngọc nhi đến mặc thần y chân truyền hắn phải tin tưởng ai hoàng thượng nhìn tần thái y không có lập tức trả lời tần thái y cúi đầu nhìn không ra biểu tình vững vàng mà quỳ gối nơi đó tựa hồ không chịu đế vương uy áp ảnh hưởng chu quý phi thấy hoàng thượng chậm chạp không đáp ứng cho rằng hoàng thượng là thích mặc ngọc nhi luyến tiếc mặc ngọc nhi cuốn vào việc này không khỏi thầm hận hoàng thượng cầu ngài xem ở từ an phân thượng đồng ý tần thái y thỉnh cầu đi ngọc mỹ nhân là mặc thần y nữ nhi liền tính chỉ học được mặc thần y một phần mười nhị cũng không phải bình thường thái y có thể so sánh chu quý phi tiếp tục vì mặc ngọc nhi thêm đau hơn nữa thêm đến phi thường xinh đẹp Hoàng thượng không có lập tức đáp ứng, mà là nói, mặc thần y nói, hắn nữ nhi chỉ tập đến gia lông, đối y thuật cũng không cảm thấy hứng thú. Thần thái y như thế nào sẽ làm mặc ngọc nhi tránh được, mặc thần y thật sự quá khiêm tốn, thần phía trước ở tiêu vương phủ may mắn gặp qua ngọc mỹ nhân, ngọc mỹ nhân y thuật so thần chỉ cao không thấp. Người xác định, hoàng thượng lòng nghi ngờ lại khởi. Thần thái y thật mạnh gật đầu, thần khẳng định, hoàng thượng không hề do dự, tiên ngọc mỹ nhân tiến điện. Nô tài tuân chỉ hoàng thượng bên người thái giám xoay người liền đi ra ngoài. 15 phút sau, mặt vô biểu tình, biểu tình lãnh ngạo mặc Ngọc Nhi đi đến. Một bộ màu thủy lam công trang, đem mặc Ngọc Nhi mặn dịu dáng người hiền lộ không thể nghi ngờ thanh lãnh nhan sắc sấn đến nàng càng thêm cao ngạo giống như băng sơn tuyết địa đi ra nữ thần. Cao ngạo không đem hết thảy để vào mắt. Bất quá ngắn ngủn mấy tháng công phu, mặc Ngọc Nhi trên người khí chất càng thêm mà thanh lãnh, cặp kia hắc như mực điểm con người không có một tia cảm xúc quanh thân tựa hồ liền một chút độ ấm cũng không có. Mạc Ngọc Nhi tiến điện, trên mặt không có một cái gương mặt tươi cười, cứng đờ quỳ xuống, tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ái phi, bình thân, hoàng thượng đối Mạc Ngọc Nhi vẫn là pha vừa ý. Như vậy một cái thanh ngạo tuyệt diễm lãnh mỹ nhân, lại ở chính mình dưới thân trở nên giống như một bãi xuân thủy, uyển chuyển cầu xin, đón ý nói hùa cầu hoan, mặc hắn bài bố. Kia tư vị nói không nên lời mất hồn động lòng người. Tạ hoàng thượng, Mạc Ngọc Nhi đứng dậy, hoàn toàn không có lấy lòng hoàng thượng ý tứ, lặng lặng mà đứng ở nơi đó, giống như người ngoài cuộc giống nhau. Này phân không đem hoàng thượng xem ở trong mắt lãnh ngạo, nhưng thật ra hấp dẫn hoàng thượng. Bất quá, hoàng thượng hiện tại đối Mạc Ngọc Nhi cũng chỉ là có hứng thú. Hoàng thượng sẽ không vì một cái Mạc Ngọc Nhi mà không mang tiêu từ an tánh mạng hoàng thượng uy nghiêm mười phần mở miệng ái phi tần thái y nói người y thuật bất phàm phụ thân ngươi cũng nói ngươi tẫn đến hắn chân truyền hiện tại an vương bệnh nặng phụ thân ngươi ra cung nhất thời nửa khác tìm không được người chẫm mệnh ngươi toàn lực cứu chị an vương Hoàng thượng mặc ngọc nhi thẳng tắp quỳ xuống, như là hoàn toàn không cảm giác được đau giống nhau, ta từ nhỏ chán ghét học y, sao có thể tẫn đến phụ thân chân truyền. Còn tỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mạc Ngọc Nhi đều không phải là cùng Mạc Thần Y trước đó câu thông quá, mà là ở trở thành hoàng thượng nữ nhân kia một khắc, nàng tâm liền đã chết. Tâm chết người, liền chính mình chết sống đều không thèm để ý, lại như thế nào sẽ quản người khác chết sống. Muốn nàng cứu hoàng thượng nhi tử, nằm mơ sẽ tương đối mau. Phải không? Hoàng thượng rõ ràng không tin, thân mình trước huynh, trên người uy áp tiệm trọng, Mạc Ngọc Nhi lại không hề biến hóa. Thẳng tắp quỳ gối nơi đó, thiếp không dám lừa gạt hoàng thượng hoàng thượng không có buông tha mặc ngọc nhi mà là tiếp tục hỏi ngươi là sẽ không vẫn là không cứu sẽ không mặc ngọc nhi trả lời chém đinh chặt sát có tần thái y nói trước đây hoàng thượng cũng không sẽ bởi vì mặc ngọc nhi dăm ba câu liền tin tưởng nàng uy hiếp nói nếu an vương có bất chắc gì ngươi phụ thân tất yếu vì hắn chôn cùng hoàng thượng nói tiệt phi trò đùa nhưng chính là như vậy mặc ngọc nhi như cũ không mở miệng Tần Thái y cùng Chu Quý phi âm thầm nóng vội, hai người đều không thể tưởng được Mặc Ngọc Nhi như vậy ngoan tuyệt, cư nhiên liền chính mình phụ thân mệnh đều không thèm để ý. Dưới loại tình huống này, Tần Thái y không tiện mở miệng, Chu Quý phi lại không chỗ nào cố kỳ. Tình Thịch một tiếng quỳ gối Mặc Ngọc Nhi bên cạnh người, bắt lấy Mặc Ngọc Nhi tay cầu xin nói, "Ngọc Nhi muội muội, tỷ tỷ cầu xin ngươi, tỷ tỷ liền từ an như vậy một cái nhi tử. Ngươi phát phát hiện tâm cứu cứu hắn được không?" tỷ tỷ kiếp sau cho ngươi làm nghiêu làm mã báo đáp ngươi. Ta cứu không được, mặc Ngọc Nhi như cũ là như vậy câu nói, chu Quý Phi cũng không để ý, tiếp tục khóc cầu. Hoàng thượng cũng lấy không chuẩn mặc Ngọc Nhi nói được có phải hay không thật sự, nhìn về phía tần Thái Y, chỉ thấy tần Thái Y cũng là vẻ mặt giật mình, Hoàng thượng không khỏi nhíu mày. So sánh với mặc thần y, hoàng thượng tự nhiên là tin tưởng tần thái y, nhưng mặc ngọc nhi biểu hiện lại không giống làm giả nhìn dáng vẻ, muốn lại tiếp theo tề quan trọng. Hoàng thượng ánh mắt biến đổi, lạnh lùng nói, Ngọc Nhi, chậm đang hỏi ngươi một lần, ngươi thật được cứu trợ không được an vương. Mặc Ngọc Nhi thần sắc bất biến nói, cứu không được. Cứu không được an vương, chậm liếu ngươi gì dùng. Người tới, kéo đi ra ngoài, chém. Hoàng thượng đột nhiên biến sắc mặt, không hề có phía trước yêu ái phi nhu tình, mọi người hoảng sợ. Tuy là nhìn quen hoàng thượng hỉ nộ không chừng chu quý phi, cũng sợ tới mức cương tại chỗ. Mạc Ngọc Nhi lại là nửa điểm không kinh hoàng, loại này không kinh hoàng không phải bởi vì tin tưởng hoàng thượng sẽ không giết nàng, mà là không sợ chết. Một cái không sợ chết lại mạo mỹ nữ nhân, tuyệt đối là hậu cung một đại uy hiếp. Chu Quý phi tại đây một khắc đem Mạc Ngọc Nhi liệt vào số một đối thủ. Tị vệ tiến vào, đem Mạc Ngọc Nhi kéo lên, Mạc Ngọc Nhi không có dãy rủa. Đã có thể ở hoàng thượng cùng Chu Quý phi đều cho rằng Mạc Ngọc Nhi không sợ chết khi, Mạc Ngọc Nhi đột nhiên mở miệng hoàng thượng ta tuy cứu không được an vương nhưng có một người có thể cứu an vương người nào hoàng thượng không sợ hậu cung nữ nhân có năng lực nhưng lại không nghĩ phóng một cái tức có năng lực lại không sợ chết nữ nhân tại hậu cung như vậy nữ nhân thật là đáng sợ thấy mặc ngọc nhi mở miệng hoàng thượng ám nhẹ nhàng thở ra yêu vương phi lâm sơ cửu mặc ngọc nhi từ ghẽ răng bài trừ tên này không có người biết nàng có bao nhiêu hận lâm sơ cửu hận lâm sơ cửu đoạt nàng vị trí Hận Lâm Sơ Cửu hại nàng rơi xuống tình trạng này. Nếu là không có Lâm Sơ Cửu, nàng đã sớm là tiêu vương nữ nhân, căn bản không cần ngốc tại cái này ghê tởm địa phương, nằm ở cái kia ghê tởm nam nhân dưới thân. Mạc Ngọc Nhi trong lòng hận Lâm Sơ Cửu hận đến không được, nhưng trên mặt nàng cùng trong mắt lại không có một tia cảm xúc, người ngoài căn bản nhìn không ra tới. Lâm Sơ Cửu, liên tiếp từ Mạc Thần Y cha con trong miệng, nghe được Lâm Sơ Cửu tên, hoàng thượng tâm tình kém đến không thể lại kém lâm sơ cửu nàng nàng có thể y hảo từ an chú bí phi tuy rằng muốn đả kích mặc thần y cùng mặc ngọc nhi nhưng lúc này càng muốn y hảo tiêu từ an bệnh hai người kia khi nào thu thập đều được nhưng con trai của nàng lại không thể chờ có thể mặc ngọc nhi trả lời đến không chút do dự nàng y thuật thực hảo không thể so ta phụ thân kém mặc ngọc nhi thừa nhận nàng là hồ biên nhưng thì tính sao chỉ cần hoàng thượng tin Lâm Sơ Cửu tiến cung, Lâm Sơ Cửu không có y hảo an vương, nàng đời này liền thảm. Lâm Sơ Cửu xác thật man thảm, bởi vì Tiêu Thiên rượu ngăn trở, nàng không có biện pháp tiến cung, ở An Vương ngọc máu khi lại một lần tiếp thu y sinh hệ thống trừng phạt. Trừng phạt sau khi kết thúc, vô tình, lãnh khóc, vô cớ gây rối y sinh hệ thống lại một lần nhắc nhở Lâm Sơ Cửu, người bệnh Tiêu Tử An có sinh mệnh nguy hiểm, cần thiết mau chóng cứu trị. chương 223 tám gội hình ảnh quá Mỹ không dám tường. Hệ thống trừng phạt sau khi kết thúc lâm sơ cửu ngã vào trên giường, liền động sức lực đều không có. Lúc này đây trừng phạt so với phía trước một lần càng đau, thời gian cũng càng dài, chờ đến trừng phạt kết thúc lâm sơ cửu đã là toàn thân mướt mồ hôi. Cả người giống như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau, nhìn qua chật vật đến cực điểm, Lâm Sơ Cửu không phải không thể nhịn đau người, nhưng hệ thống trừng phạt quả thực phi người, Lâm Sơ Cửu không thể tất nhiên phát ra đau tiếng hô, ngoài cửa thị vệ sau khi nghe được, lại không dám lung tung đau tiến vào, đành phải đi tìm Tiêu Thiên Diệu. Vương gia, vương phi nương nương lại phát bệnh, thị vệ không rõ ràng lắm Lâm Sơ Cửu tình huống, chỉ có thể dùng phát bệnh tới thay thế. Tiêu vương gia lúc này đã không cần xe lăn, nghe được thị vệ nói, chân vừa nhấc liền chiều lâm sơ cửu sân chạy đến, thị vệ xoay người đuổi theo đi khi chỉ nhìn đến một cái bóng dáng. Lâm sơ cửu trụ địa phương ly tiền viện thực sự là xa, tiêu thiên diệu tốc độ tuy mau, nhưng không chịu nổi thị vệ ở trên đường lãng phí thời gian, chờ đến tiêu thiên diệu lúc chạy tới. Lâm sơ cửu đã có thể đứng dậy. Phành tiêu thiên diệu phá cửa mà vào, lâm sơ cửu vừa lúc đứng dậy, ngẩng đầu liền đối tượng tiêu thiên diệu lạnh băng con ngươi, mà tiêu thiên diệu cũng nhìn đến lâm sơ cửu tái nhợt sắc mặt. Còn có trên môi không có lau đi vết máu. Hai người đồng thời sửng sốt, ai cũng không nói gì, thị vệ quyết đoán tiến lên tướng môn mang lên, đem một thất yên lặng để lại cho hai người. Một lát sau, tiêu thiên diệu chủ động hỏi, người làm sao vậy, như vậy suy yếu, nhìn qua thật đúng là đến như là bệnh nặng một hồi lâm sơ cửu cúi đầu tránh đi tiêu thiên diệu ánh mắt đạm nhiên nói không phải nói sao bệnh cũ lâm sơ cửu như cũ là dùng cái này nói từ chút nào không thèm để ý tiêu thiên diệu có tin hay không bệnh của ngươi sẽ tái phát tiêu thiên diệu rõ ràng không tin phía trước không truy vấn là bởi vì thôi tam gia cùng phúc an công chúa ở hắn không hảo vạch trần lâm sơ cửu ngươi không phải thấy được sao lâm sơ cửu biết tiêu thiên diệu không tin nhưng thì tính sao nàng không cần tiêu thiên diệu tin tiêu thiên diệu không có chứng cứ có cần hay không đại phu sự thật bãi ở trước mắt không tồi nhưng đôi mắt nhìn đến cũng nhất định là thật sự tiêu thiên diệu không tin lâm sơ cửu nói nhưng thành như lâm sơ cửu theo như lời hắn cũng không có chứng cứ chỉ có thể tạm thời tin không cần nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi lâm sơ cửu chỉ chỉ trên người mình nhăn thành dưa muối quần áo vương gia ta muốn tắm gội thay quần áo làm phiền vương gia nhường một chút Lâm sơ cửu lời này là tưởng tình tiêu thiên diệu đi ra ngoài, kết quả tiêu thiên diệu lại nghe mặt ngoài ý tứ, nghiêng đi thân cấp lâm sơ cửu làm cái lộ. Lâm sơ cửu nhìn hắn một cái, cái gì cũng không có nói, yên lặng mà từ hắn bên người đi qua cầm quần áo liền đi tắm gian. Nàng phía trước khiến cho người tặng thủy lại đây, trực tiếp đi tắm gian là được. Đến nỗi tiêu thiên diệu, lâm sơ cửu không cho rằng trăm công ngàn việc tiêu vương ra. Có thời gian ở chỗ này chờ nàng tắm gội xong tắm gian cùng phòng ngủ chỉ có một cửa sổ chi cách tuy nói nhìn không tới nhưng nước chảy dầm thanh lại có thể không hề chướng ngại xuyên qua tới tiêu thiên diệu là người tập võ kính lực so thường nhân nhanh nhạy mấy lần ở an tĩnh trong phòng dầm nước chảy thanh bị phóng đại mấy lần chỉ nghe tiếng nước tiêu thiên diệu là có thể phán đoán ra dòng nước là từ lâm sơ cửu tẩy bà vai lướt qua vẫn là ở thao tắm va chạm nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng ra dòng nước từ lâm sơ cửu bà vai rơi xuống hình ảnh này thật đến là một loại giày vò. Tiêu thiên diệu trong đầu, đã tự động phát họa ra lâm sơ cửu kiểu Mỹ thân hình, trắng nõn da thịt. Không cần phí đầu óc suy nghĩ, kia hình ảnh tự động hiện lên ở trong đầu. Thậm chí đuổi cũng đuổi không đi, cần thiết rời đi nơi này. Tiêu thiên diệu không ngừng một lần như vậy đối chính mình nói, nhưng hai chân giống như là mọc dễ giống nhau, căn bản vô pháp di động nửa bước đáy lòng hình như có một cái khát vọng. Làm hắn lưu lại. Dầm một thanh âm vang lên, tiêu thiên diệu không cần tưởng cũng biết, lâm sơ cửu hẳn là tẩy xong rồi, từ thao tắm đứng lên, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra. Bọt nước từ trên người nàng chảy xuống hình ảnh. Chỉ như vậy tưởng tượng, hắn liền miệng khô lưỡi khô, đáy lòng hình như có một cổ vô danh hòa toát ra tới. Hắn tự hồ chúng ta. Mà ở tiêu thiên diệu miên man suy nghĩ gian, lâm sơ cửu đã đổi hào quần áo đi ra trên người còn có mới vừa tắm gội sau hơi ẩm tóc chưa khô, lâm sơ cửu trên tay cầm một khối đại mau khăn. Vừa đi vừa sát. Tiến vào khi, nhìn đến ngồi ở mép giường tiêu thiên diệu, lâm sơ cửu bước chân một đốn, nhíu mày nói, vương ra, ngươi còn có việc sao? Này đều nửa canh giờ, tiêu thiên diệu liền vẫn luôn ngồi ở lúc này ở, không cảm thấy nhàm chán sao? Tiêu thiên diệu không có trả lời lâm sơ cửu vấn đề, mà là chiều nàng vẫy vẫy tay, lại đây. Thanh âm có vài phần nghẹn ngào, bất quá tiêu thiên diệu cố tình đè thấp thanh âm. Nhưng thật ra nghe không ra có cái gì đặc biệt. Chuyện gì, lâm sơ cửu tự biết chính mình nhập không được tiêu thiên diệu mắt khá vậy không tính toán ở ngay lúc này tới gần. Nam nhân đều là dựa vào nửa người dưới tự hỏi động vật nàng hiện tại cũng coi như quần áo bất trình, nếu là tiêu vương ra chiếm nàng tiện nghi, xong việc nói nàng câu dẫn hắn. Nàng không phải đến oan chết. Làm ngươi lại đây liền lại đây, nào có như vậy nói nhảm nhiều. Tiêu Thiên Diệu sắc mặt trầm xuống, ngữ khí không khỏi ác liệt vài phần. Lâm Sơ Cửu nhíu nhíu mày, còn không đợi nàng làm ra quyết định. Tiêu Thiên Diệu liền đứng dậy, một tay đem người kéo qua đi. A à, Lâm Sơ Cửu hoảng sợ, theo Tiêu Thiên Diệu cánh tay xoay hai vòng, sau đó hoa lệ lệ ngã vào Tiêu Thiên Diệu cánh tay eo. Quá cầu huyết, ngươi liền không thể nói nhỏ chút âm sao? lớn như vậy thanh âm không hiểu rõ người còn tưởng rằng hắn lấy lâm sơ cửu thế nào ngoài phòng thị vệ đã che mặt không dám nghe lại là chuẩn bị thủy lại là thét chói tai vương ra người rốt cuộc đem vương phi thế nào lâm sơ cửu không có trả lời mà là học hắn ngữ khí nói người liền không thể đừng bá đạo như vậy sao tiêu thiên diệu đồng dạng không có phản ứng nàng lạnh lùng thốt chạm hảo ta cũng tưởng chạm hảo chính là Lâm sơ cửu thật muốn che mặt ôm chân khóc bởi vì nàng phát hiện chính mình chân mềm, căn bản đứng dậy không nổi, mà sườn đào tư thế thật đến mệt mỏi quá, nàng eo giống như muốn chặt đứt. Vô dụng, tiêu thiên diệu vẻ mặt ghét bỏ, nhưng lại làm lại rất ôn nhu tiểu tâm mà đỡ lâm sơ cửu ngồi xuống. Lâm sơ cửu thật thật sự muốn khóc, sớm biết rằng sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Tiêu thiên diệu kêu nàng lại đây khi, nàng liền ngoan ngoãn lại đây, không nhiều lắm suy nghĩ bị tiêu thiên diệu mắng vô dụng lâm sơ cửu, ngoan ngoãn mà ngồi mép giường không nói lời nào, chờ tiêu thiên diệu mở miệng, nhưng không nghĩ tiêu thiên diệu lại không có mở miệng. Mà là đoạt lấy trên tay nàng khăn lông, người muốn khăn lông, lâm sơ cửu sửng sốt một chút mới buông tay. Tiêu thiên diệu nếu là nói khăn lông sớm nói nha, tiêu vương phủ khác không có, khăn lông vẫn phải có tiêu thiên diệu không để ý đến lâm sơ cửu tiếp nhận khăn lông liền bao ở lâm sơ cửu đầu tóc lâm sơ cửu hoảng sợ vương ra nghiêng đi thân mình liền phải né tránh lại bị tiêu thiên diệu để lại đừng nhúc nhích ta cũng không nghĩ động chính là lâm sơ cửu há mồm dục nói chuyện lại cảm giác tóc chỗ một trận ấm áp sau đó sau đó nàng nhìn thấy gì Trường 224 tranh chấp hộ long vệ tới bao vây tóc dài khăn lông trắng, lúc này chính ra bên ngoài toát ra một trận khói trắng. Ta đi, lâm sơ cửu sợ ngây người, đây là trong truyền tiết nội công. Lấy tới hong tóc, có thể hay không quá xa xỉ một chút. Lâm sơ cửu xem đến đôi mắt đều thẳng, nếu không phải nghĩ đến tiêu thiên diệu người này ác liệt, nàng này hỏa thật đến là mạo mắt lấp lánh, hô to, đại hiệp, ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Quả thực, tiêu thiên diệu thực hưởng thụ lâm sơ cửu sùng bái, thoáng nhanh hơn tốc độ, làm hơi nước mạo đến càng mau, không bao lâu lâm sơ cửu đầu tóc liền làm. Ở lâm sơ cửu sùng bái ánh mắt hạ tiêu thiên diệu chậm điều tư lễ tu tay lại, mở ra khăn lông, tùy tay ném đến lâm sơ cửu trên người, về sau, phải nhớ đến lau khô tóc. Lâm sơ cửu lúc này, không rảnh đi quản tiêu thiên diệu tư thái có bao nhiêu túm, duỗi tay sờ sờ nháy mắt liền biến làm tóc dài, lại lần nữa sùng bái mà nhìn về phía tiêu thiên diệu phải biết rằng, nàng tóc nhưng chân chính là cập eo, hơn nữa lại trường lại hậu, ngày thường hạ nhân ít nhất muốn sát nửa canh giờ, mới có thể sát đến nửa làm. Hiện tại tiêu thiên diệu chỉ là tùy tiện nắm chặt tóc liền toàn làm. Tiết kiệm sức lực và thời gian, tiêu thiên diệu thật đến không phải giống nhau dùng tốt. Tráng sĩ, tới rồi mùa đông, có thể thỉnh ngươi mỗi ngày cho ta hong tóc sao? Lâm sơ cửu mắt trông mong mà nhìn tiêu thiên diệu, lại không dám hỏi ra tới. Tiêu Thiên Diệu thấy Lâm Sơ Cửu nhìn hắn, một bộ có chuyện muốn nói rồi lại không dám mở miệng bộ dáng, chủ động hỏi một câu, như thế nào? Có vấn đề. Không Lâm Sơ Cửu dám nói một chữ, liền nghe được y sinh hệ thống liên hoàn nhắc nhở nói, người bệnh tiêu từ an bệnh tình nguy kịch thỉnh lập tức tiến hành trị liệu. Một lần một lần, lại một lần, trực tiếp tuần hoàn, làm Lâm Sơ Cửu tưởng bỏ qua đều không được. Cắn cắn môi, Lâm Sơ Cửu sinh sôi sửa miệng, vẻ mặt thận trọng nói ta có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Chuyện gì, tiêu thiên diệu nhìn lâm sơ cừu bị cắn đến không một chỗ hoàn chỉnh môi, nhíu mày nói, đừng lại cắn môi. Đã biết, lâm sơ cừu một cắn liền biết đau, thấy tiêu thiên diệu tựa hồ khá tốt nói chuyện, lại lại lần nữa nói một lần, ta có việc tưởng cùng ngươi nói. Nói tiêu thiên diệu kéo qua một phen ghế dựa, ở lâm sơ cừu đối diện ngồi xuống. Hắn nguyên bản là tưởng ngồi mép giường, nhưng xem lâm sơ cửu tựa hồ vẫn luôn ở phòng bị hắn, đành phải lựa chọn một cái an toàn lại không tính quá xa vị trí. Ta tưởng tiến cung, lâm sơ cửu vừa ra khỏi miệng tiêu thiên diệu mặt liền đen, lâm sơ cửu bay nhanh mà bồi thêm một câu ta thật đến có rất quan trọng sự, dù quan ánh mạng đại sự. Tiêu thiên diệu căn bản không tin, tưởng đều không cần tưởng. Ta không có lừa ngươi, lại không tiến cung thật muốn ra mạng người. Lâm sơ cửu gấp đến độ đứng lên, đáng thương vô cùng cầu xin nói, vương gia, người khiến cho ta tiến cung được chưa? Ghê gớm, ta không lấy tiêu vương phi thân phận tiến cung. Ta lấy lâm gia đại tiểu thư thân phận tiến cung, xảy ra chuyện cũng có lâm gia gõng. Không nghĩ đương tiêu vương phi, người cho rằng, người nói có thể tính sao? Tiêu thiên diệu hừ lạnh, thần sắc lạnh lùng, rõ ràng là không cao hứng. Ta không phải không nghĩ đương tiêu vương phi, mà là ta cần thiết tiến cung ta hôm nay nhất định phải tiến cung nếu không phải y sinh hệ thống nhất lại nhắc nhở nàng nàng thật đến không muốn cùng tiêu thiên diệu tranh nhưng hiện tại nàng không có cách nào nàng thật đến không nghĩ lại tiếp thu trừng phạt bổn vương nói không được liền không được tiêu thiên diệu lắc đầu nếu là không tin ngươi có thể thử xem có thể đi ra tiêu vương phủ bổn vương tùy ngươi ta muốn đi ra đi ngươi không được lại cản ta Lâm sơ cửu không nói hai lời ra bên ngoài hướng, tiêu thiên diệu duỗi tay một chắn, bất quá xử nửa thành không đến sức lực. Liền tương lâm sơ cửu đâm cho ngã tiến giường, như vậy nhược cũng dám cùng bổn vương gọi nhịp. Lâm sơ cửu lại tức lại bực từ trên giường bò dậy, thở phì phì nói, tiêu thiên diệu, ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý. Ta thật đến có rất quan trọng sự muốn vào cung. Ngươi muốn cùng bổn vương giảng đạo lý. Hào! Bổn vương liền cùng ngươi hào hào giảng đạo lý. Tam Tổng Tư Đức biết không? Xuất giá Tổng Phu biết không? Người muốn nghe cái gì đạo lý, bổn vương nhất nhất nói cho ngươi nghe. Tiêu Thiên Diệu ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, biểu tình nói không nên lời nhàn nhã tùy ý. Nói như vậy, chúng ta vô pháp nói chuyện. Lâm sơ cửu vẻ mặt nhổ trí, suy sút ngồi ở trên giường, ánh mắt ảm đạm, không có một tia thần thái. Tiêu Thiên Diệu không cho nàng tiến cung. Nàng thật đến không biết làm thế nào mới tốt. Đã có thể vào lúc này, tiêu thiên diệu đột nhiên mở miệng nói, nói nói, ngươi vì cái gì muốn vào cung. Lâm sơ cửu cho rằng hấp dẫn, hai mắt sáng ngời, cứu người. Cứu ai? An vương, tam hoàng tử điện hạ. Lâm sơ cửu cũng không biết tiêu thiên diệu có thể hay không ngăn cản nàng cứu an vương, nhưng nàng nếu không nói liền một chút tiến cung hy vọng đều không có. Người như thế nào sẽ nghĩ đến cứu hắn? Còn cứ như vậy cấp. An vương hợp với hai lần bệnh tình nguy kịch lâm sơ cửu đều xảo muốn vào cung còn vừa lúc muốn cứu hắn thế gian này thực sự có trùng hợp cái này kêu lâm sơ cửu như thế nào giải thích nàng căn bản giải thích không rõ lâm sơ cửu khổ vẻ mặt ta cũng không biết nói như thế nào phía trước ta vì an vương trị liệu quá ta có thể chịu hạ an vương trong khoảng thời gian này bệnh tình sẽ tăng thêm mà ta nghĩ tới có thể trị liệu hắn phương pháp ta tưởng thử một lần Hừ tiêu thiên diệu vẻ mặt trào phúng mà nhìn lâm sơ cửu trước đừng nói người nói thuyết phục không được bổn vương, liền tính có thể nói phục bổn vương. Người cho rằng bổn vương sẽ làm người tiến cung cứu an vương. Lâm sơ cửu sắc mặt trắng nhợt lại kiên định nói ta mặc kệ các người chính trị lập trường ta là đại phu ta chỉ làm chính mình nên làm sự. Tựa như người ngày đó, cấp đám kia ám sát ngươi người băng bó giống nhau. Tiêu thiên diệu vẻ mặt chế nhạo, trong mắt là không chút nào che giấu trào phúng ta là đại phu, lâm sơ cửu rất muốn đâm tường, nàng biết chính mình nói không có tin phục lực chính là, chính là. Nàng muốn như thế nào giải thích y sinh hệ thống tồn tại. Nói tiêu thiên diệu cũng sẽ không tin, tin nói không chừng liền đem nàng yêu ma quỷ quái xử lý. Tiêu thiên diệu biết lâm sơ cửu không có nói thật ra, cũng không ép nàng, đứng dậy nói, bổn vương không cần ngươi giải thích, đồng dạng ngươi cũng đừng nghĩ tiến cung không được ta lâm sơ cửu đứng dậy, nhưng mới vừa đi hai bước đã bị một cổ vô hình lực lượng bắn trở về, căn bản không gặp được tiêu thiên diệu. Ngoan, đừng bước bổn vương đánh gãy ngươi hai chân, đem người vĩnh viễn giam cầm tại đây gian trong phòng. Tiêu thiên diệu xoay người, thanh âm ôn nhu. Lâm sơ cửu lưng phát lạnh, thấy tiêu thiên diệu đi ra ngoài, lâm sơ cửu vội vàng đứng dậy, muốn ngăn lại hắn, lại nghe đến ngoài phòng vang lên tàu quản gia thanh âm, vương gia hộ long vệ mang theo thánh thượng khẩu dụ tới muốn vương phi nương nương tức khắc tiến cung hộ long vệ hoàng thượng đây là muốn tới bổn vương vương phủ đoạt người tiêu thiên diệu một chân đá văng cửa phòng đi nhanh đi ra ngoài lâm sơ cửu vội đuổi kịp lại nghe đến tiêu thiên diệu nói xem trọng vương phi đừng làm cho nàng đi ra ngoài đúng vậy không được tiêu thiên diệu ngươi không thể như vậy ngươi làm ta tiến cung Lâm sơ cửu không phải tiêu thiên diệu đối thủ, nhưng thị vệ lại không dám lấy nàng như thế nào. Lâm sơ cửu trực tiếp ra bên ngoài hướng, thị vệ muốn cản, nàng liền trực tiếp ra tay. Chỉ là đơn giản phòng thân thuật nhưng bởi vì lâm sơ cửu xuất kỳ bất ý thị vệ nhất thời không bắt bẻ thật đúng là chúng tuyển chiêu, trong đó một cái trực tiếp ôm đũng quần kêu to. chương 225 lên sân khấu tin tức bay đầy trời. Tiêu Thiên Diệu vừa quay đầu lại, liền nhìn đến thị vệ ôm đũng quần kêu thảm thiết, một thị vệ khác tắc bị Lâm Sơ Cửu một cái trở tay kiềm trụ tựa không có sức phản kháng. Tiêu Thiên Diệu đại a, à, dừng tay. Trời ơi, hắn rốt cuộc cưới một cái cái dạng gì vương phi, cư nhiên ở trước mặt hắn, phóng đổ hai cái đại nam nhân. Tuy rằng có xuất kỳ bất ý hiệu quả, khả Lâm Sơ Cửu sẽ hai tay cũng là sự thật đi. Thật muốn là một cái nũng nịu nhược nữ tử, nhưng không có bản lĩnh đá hướng nam nhân đũng quần thị vệ nghe được tiêu thiên diệu mệnh lệnh lập tức ngừng lại lâm sơ cửu tắc chậm một bước nhấc chân chiều thị vệ cẳng chân thượng đạp một chút thế nào cũng phải đem người đánh ngã mới bằng lòng buông tay thật đúng là không biết làm người ta nói cái gì hào tiêu thiên diệu hít một hơi thật sâu lâm sơ cửu nhớ kỹ thân phận của ngươi vương gia nhớ kỹ ngươi đáp ứng chuyện của ta làm ta tiến cung nàng đương nhiên nhớ rõ chính mình thân phận y sinh hệ thống nhất lại nhắc nhở nàng nhanh lên cứu chị tiêu từ an nàng như thế nào có thể quên bổn vương nói không đợi tiêu thiên diệu nói ra cự tuyệt nói lâm sơ cừu vội vàng đánh gãy vương gia ta cũng nói ta cần thiết tiến cung hiện tại hộ long vệ tiến đến ngươi hà tất vì ta cùng với hộ long vệ khởi tranh chấp ai nói bổn vương là vì ngươi thiếu tự mình đa tình có phải hay không vì ta vương gia trong lòng minh bạch ta nguyên bản cũng muốn tiến cung, hiện tại hoàng thượng lại phái người tới thỉnh, này hoàng cung ta thị phi tiến không thể, vương gia nếu là không yên tâm. Cũng có thể bồi ta cùng đi, lâm sơ cửu chỉ chỉ tiêu thiên diệu hai chân, vừa lúc không phải sao. Tiêu thiên diệu chân hảo tổng muốn trước mặt người khác lượng cái tướng, làm người thấy rõ ràng này đều không phải là đồn đãi, tiêu thiên diệu chân cũng không phải khi tốt khi xấu, mà là hoàn toàn hảo. Vì tiến cung, người thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào liền hắn đều lợi dụng thưởng. Lâm sơ cửu đi đến tiêu thiên diệu bên cạnh vẻ mặt bất đắc dĩ, vương gia ta là thật đến không có cách nào. Nếu là có một chút biện pháp ta đều sẽ không tiến cung, ngươi hẳn là cha quá. Ta cùng với an vương thật đến không thân, chính là chính là cái gì? Sư mệnh không thể trái. Lâm sơ cửu nặng nề mà thở dài một câu. Tiêu thiên diệu như cũ không tin, ngươi sư mệnh còn có thể quản đến bây giờ ngươi vương ra có một số việc ta hiện tại không thể nói sự ngày sau có thể nói ta nhất định sẽ toàn bộ nói cho ngươi bất quá có một chút ta có thể bảo đảm ta tuyệt không sẽ đối với ngươi bất lợi lâm sơ cửu lần nữa tỏ lòng trung thành liền vì làm tiêu thiên diệu mềm lòng bổn vương chờ ngươi nói kia một ngày tiêu thiên diệu rốt cuộc nhà ra quay đầu đối tàu quản gia nói nói cho hộ long vệ làm cho bọn họ chờ bổn vương sẽ bồi vương phi cùng tiến cung đúng vậy Tào quản gia tuy rằng bị trước mắt một màn, làm cho không hiểu ra sao, còn là ngoan ngoãn mà đi ra ngoài đáp lời. Hiện tại, vừa lòng sao? Tiêu Thiên Diệu nhìn chật vật Lâm Sơ Cửu, vẻ mặt bất mãn. Quần áo bất trình, sợi tóc hỗn độn, cứ như vậy cũng dám ra cửa, Lâm Sơ Cửu rốt cuộc có hay không thân là nữ nhân tự giác. Đa tạ Vương gia, Lâm Sơ Cửu tựa phát hiện không đến chính mình chật vật tự nhiên hào phóng hành lễ, ta đây liền đi thay quần áo, làm phiền Vương gia chờ ta một lát. Hừ tiêu thiên diệu hừ lạnh một tiếng, nâng bước đi ra ngoài, hoàn toàn không có chờ lâm sơ cửu ý tứ. Lâm sơ cửu cũng không thèm để ý, trở về phòng thay đổi sim y, gọi tới nha hoàn vì nàng chảy đầu. Tu thập thỏa đáng sau mới đưa hòm thuốc lấy ra tới. Lúc này, lâm sơ cửu không thể vội vàng đến mang theo hòm thuốc đi ra ngoài, nàng muốn cái gì đều chuẩn bị tốt, chỉ biết đưa tới hoài nghi hòm thuốc so ngày thường dùng đến lớn gấp đôi bên trong tắc đến tràn đầy lâm sơ cửu thử sách một chút phát hiện phi thường cố hết sức vô cùng may mắn chính mình không cần sách qua đi xoay người giao đãi tị vệ một câu làm cho bọn họ xem trọng hòm thuốc bất luận kẻ nào đều không thể chạm vào nó tị vệ phía trước kiến thức tới rồi lâm sơ cửu biêu hãn lúc này trong lòng chính sợ lâm sơ cửu nói cái gì hắn đó là cái gì căn bản không dám phản bác Tiêu Thiên Diệu đi ra ngoài khi Hộ Long Vệ đã đợi hồi lâu. Hộ Long Vệ ngày thường cực nhỏ xuất hiện trước mặt người khác, phía trước liền Tiêu Thiên Diệu mặt cũng không có gặp qua. Nhưng này cũng không gây trở ngại Hộ Long Vệ cừu thị Tiêu Thiên Diệu. Hộ Long Vệ trách nhiệm chính là bảo hộ Hoàng thượng ngày thường cực nhỏ ra nhiệm vụ. Phía trước trở ra một lần nhiệm vụ chính là cùng Tiêu Thiên Diệu có quan hệ kết quả hộ vệ sát vũ mà về không chỉ có không có hoàn thành hội nghị, còn lộng chính mình chật vật bất kham, một thân là thương. Nhìn thấy hai chân hoàn hảo tiêu thiên diệu đi vào tới, hộ long vệ thầm nghĩ trong lòng, tiêu vương chân quả nhiên hảo. Ngoài miệng thỉnh an, trên tay lại trước tiên bày ra phòng bị cùng chiến đấu tư thế, chỉ là tiêu thiên diệu chỉ là nhìn thoáng qua, liền khinh thường rời đi mắt miễn lễ. Tạ vương ra. Hộ long vệ chăm miệng một lời, thanh âm cực lớn tựa có thể đem vòng ở chấn sụp, nói rõ là khiêu khích tiêu vương phủ thị vệ mặt lộ vẻ bất mãn. Một cái hộ long vệ, một cái tiêu vương thân vệ, bọn họ vừa ra chàng liền chú định là đối địch. Tiêu thiên diệu thong rong ngồi xuống, không nhanh không chậm mở miệng nói, thanh âm đại cũng không tỏ vẻ năng lực cường. Hộ long vệ thực lực bồn vương thủ hạ sớm đã lĩnh giáo qua đây là tiêu vương chút nào không thèm để ý đánh hoàng thượng mặt đánh hộ long vệ mặt rõ ràng là ngầm hành động nhưng tiêu thiên diệu là có thể không kiêng rè trước mặt mọi người nhắc tới hộ vệ long rất muốn nắm lên trường thương một lưỡi lê hướng tiêu thiên diệu chính là không thể nơi này là tiêu vương phủ nơi này là kinh thành bọn họ nếu có thể giết tiêu thiên diệu còn hảo nếu là không thể cuối cùng xui xẻo nhất định là bọn họ cùng hoàng thượng Hộ long vệ khí cực gắt gao nắm trong tay thương, dùng sức quá mức cứ thế chỉ khớp xương đều phiếm bạch. 36 người đồng thời chừng hướng tiêu thiên diệu, ánh mắt kia tựa muốn ăn thịt người. Trái lại tiêu thiên diệu, vân đạm phong khinh bương chén trà nhẹ suyết biểu tình bình đạm. Hoàn toàn không đem hộ long vệ khiêu khích để vào mắt. Cao thấp lập thấy. Bất quá ngẫm lại cũng là, đường đường thân vương sao có thể sẽ cùng một đám hộ long vệ tích cực làm lơ bọn họ mới là bình thường nhất bất quá sự. Lâm sơ cửu tiến vào khi, liền phát hiện trong nhà không khí cực độ quỷ dị, nàng một cái đại người sống tiến vào, cư nhiên bị người làm lơ. Trong phòng ngoài phòng nhiều như vậy hộ vệ, nhưng lại không ai chú ý tới nàng đã đến, cái thứ nhất nhìn đến nàng người, cư nhiên là tiêu thiên diệu. Tới, tiêu thiên diệu buông trong tay chén trà, đứng dậy đỡ lâm sơ cửu đi tới. Lâm sơ cửu nhìn tiêu thiên diệu liếc mắt một cái, lúc này mới theo hắn tay ngồi xuống. Đa tạ vương ra, tiêu vương như vậy ôn nhu săn sóc hộ long vệ trợn tròn mắt lau liếc mắt một cái tỉnh mới lấy lại tinh thần vội ôm quyền thỉnh an gặp qua tiêu vương phi vương phi vạn phúc kim an miễn lễ lâm sơ cửu đối hoàng thượng người yêu cầu luôn luôn không cao ở tiêu tiên rượu nâng hạ lâm sơ cửu ở bên cạnh vị trí ngồi hạ uống trước một miệng trà dài khát lấy đủ cái giá mới nói các ngươi mời ta tiến công làm cái gì tuy rằng biết rõ là chuyện gì nhưng nên hỏi vẫn là muốn hỏi ngầm thế nào cấp đều có thể, nhưng ở ngoài người trước mặt tuyệt không có thể làm đối phương phát hiện nàng bắt cấp. Tiêu thiên diệu thấy lâm sơ cửu trang đến thật đúng là giống như vậy một chuyện, không khỏi lộ ra một mặt ý cười, lâm sơ cửu, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thông minh. Chính là tiến cung cũng sẽ không có hại. mươi 226 Hoài nghi ngút trời kỳ tài Hộ Long vệ tới phía trước, Hoàng thượng cũng không có yêu cầu bọn họ cấm khẩu, lúc này Lâm Sơ cửu hỏi, bọn họ không chút nào giấu diếm nói, hồi tiêu vương phi nói, an vương bệnh nặng. Hoàng thượng biết được tiêu vương phi y thật bất phàm, khẩn cầu tiêu vương phi tiến cung, cứu một cứu an vương. Hộ Long vệ lời trong lời ngoài đều là thử, lời trong lời ngoài đều là bẫy dập. Lâm sơ cửu nghe ra tới, lại một chút cũng không kinh hoàng, ra vẻ giật mình nói, vương ra, chân của ngươi là ta y tốt không phải mặc thần y công lao sao ân tiêu thiên diệu lên tiếng hoàn toàn không rõ hắn là có ý tứ gì lâm sơ cửu mới mặc kể lo chính mình nói mặc thần y thật là đạo đức tốt mặc thần y nói ta đó là ta hào mặc thần y đã là danh mãn tứ quốc như vậy hư danh muốn cùng không cần đều không quan trọng ngược lại là ta có như vậy một cái hư danh ở cũng có thể làm người xem trọng hai mắt Lâm sơ cử lời này, rõ ràng là trong mặt thần y bát nước bẩn, nhưng cố tình thật cùng giả lại làm người không hảo phán đoán. Hộ Long vệ hai mặt nhìn nhau, một đám khó hiểu mà nhìn về phía đối phương tiêu vương phi đây là có ý tứ gì. Bọn họ như thế nào nghe không hiểu đâu, chính lời nói vẫn là nói mát, mặt ngoài ý tứ vẫn là có khác thâm ý. Hộ Long vệ không biết như thế nào nói tiếp một đám cúi đầu không nói lâm sơ cửu sau khi nói xong lại nói ta cùng với ngọc mỹ nhân cũng coi như là cố nhân nếu ngọc mỹ nhân tự mình giống hoàng thượng đề cử ta không thiếu được muốn đích thân đi một chuyến rõ ràng chính là chính mình vội vã tiến cung khả lâm sơ cửu chính là có thể nói thành vì mặc ngọc nhi mới tiến cung không biết nội tình người không chừng liền cho rằng lâm sơ cửu cùng mặc ngọc nhi giao tình cực hào yêu thiên diệu chỉ xem không nói lời nào ý cười trên khóe môi nhưng vẫn không có đạm đi xuống Lâm sơ cửu là cái diệu nhân. Người đâu, đi lấy ta hòm thuốc ta. Lâm sơ cửu cao giọng hô, tiêu vương phủ thị vệ tiến vào, lặng lẽ nhìn tiêu thiên diệu liếc mắt một cái, thấy tiêu thiên diệu gật đầu. Lúc này mới vội vàng đi giúp lâm sơ cửu hòm thuốc. Lâm sơ cửu khóe miệng hơi trừ, lại một câu cũng không có nói. Nàng đã sớm rõ ràng, ở tiêu vương phủ nàng lời nói căn bản không có người nghe phía trước nếu không phải lấy vương gia an nguy uy hiếp tào quản gia, tào quản gia khẳng định cũng sẽ không tin. Lâm sơ cửu trụ đến sân ly tiền viện thực sự không gần, tuy là thị vệ chạy trốn lại mau, cũng làm hộ long vệ nhóm đợi 30 phút, hộ long vệ một lần hoài nghi lâm sơ cửu là cố ý làm khó dễ người. Bất quá, lâm sơ cửu sẽ cố ý làm khó dễ bọn họ cũng là ở tình lý bên trong. Nếu là không làm khó dễ bọn họ, nhanh chóng theo chân bọn họ đi rồi, kia mới kêu kỳ quái. Hai cái thị vệ nâng hòm thuốc tiến vào, Lâm Sơ Cửu nhìn về phía Hộ Long vệ cỗ kiệu đâu. Bỏ vào đi, cẩn thận một chút, đừng đem ta đồ vật điên hỏng rồi. Đúng vậy, Hộ Long vệ ở Tiêu Vương địa bàn, thật đúng là không dám quá cường ngạnh, Lâm Sơ Cửu yêu cầu cũng coi như hợp lý, Hộ Long vệ cũng không dám nói không. Bốn cái Hộ Long vệ mang theo thị vệ đi phóng hòm thuốc, còn có 32 người ở trong đại sảnh chờ Lâm Sơ Cửu đứng dậy lâm sơ cửu không làm hộ long về thúc giục liền đứng dậy chỉ là nàng cũng không có đi vội vã mà là đối tiêu thiên diệu nói vương ra người có thể cùng ta cùng nhau tiến cung sao ta một người sẽ sợ hãi tiêu thiên diệu nhíu mày khó hiểu mà nhìn về phía lâm sơ cửu hắn vừa mới không phải làm tào quản gia nói cho hộ long về hắn cũng muốn cùng nhau tiến cung sao lâm sơ cửu sướng đến là nào ra diễn lâm sơ cửu chớp chớp mắt không tiếng động nói một câu chưa nói nàng làm người cản lại tào quản gia. Không làm tào quản gia nói cho hộ long vệ, miễn cho hộ long vệ trước tiên đem tin tức tiến cung cho bọn hắn mang đến không cần thiết phiền toái. Tiêu thiên diệu không sợ phiền toái, nàng sợ. Kéo dài cứu tiêu tử an thời gian, nói không chừng nàng lại muốn bị phạt. Lâm sơ cửu trong miệng nói sợ hãi, nhưng trên mặt lại không có một chút sợ hãi biểu tình, ngay cả hộ long vệ đều phải nói, quá giả. Tiêu thiên diệu không hé rằng, lâm sơ cửu không nhủ trí, tiếp tục nói, vương ra, người liền tùy ta cùng đi sao, an vương là người cháu trai, người cũng là quan tâm hắn, không phải sao. Y sinh hệ thống lại liên tiếp nhắc nhở tiêu ra tới, lâm sơ cửu đều sắp chửi má nó. Túc rục, thúc sục thúc sục thúc sục gọi hồn nha. Không biết này không phải hiện đại sao, không biết tiêu tử an là hoàng đế nhi tử sao, không biết nàng muốn cứu tiêu tử an, lại không thể khiến cho người hoài nghi là một kiện thực khó xử sự tình sao. Vương gia, ngươi liền bồi ta cùng nhau tiến cung sao, ta thật đến sợ hãi. Lần trước tiến cung, thiếu chút nữa đã bị thái tử che ở ngoài cung, nếu là lần này tiến cung, lại bị thái tử ngăn lại làm sao bây giờ? Hoàng thượng có thể hay không cho rằng ta là cố ý đến trễ an vương bệnh tình? Lâm Sơ Cửu đánh bạc ra mặt trước mặt mọi người làm nũng cáo trạng. Tiêu Thiên Diệu hắc một khuôn mặt lại không có nói chuyện. Hộ Long vệ một đám cúi đầu không nói, kỳ thật lại là ở buồn cười nguyên lai, lãnh khốc vô tình yêu vương gia. Ở tiêu vương phi trước mặt chính là một con rút nha lão hồ. Quả nhiên, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Bọn họ này một chuyến tiêu vương phủ hành trình, thực sự là chuyến đi này không tệ, muốn cho hoàng thượng biết tiêu vương như thế coi trọng tiêu vương phi, sự tình nhất định sẽ được hảo chơi. Tiêu thiên diệu không có hé rằng, lúc này đây hắn thật không phải cố ý, hắn là bị lâm sơ cửu dọa tới rồi hắn thật đến không nghĩ tới, lâm sơ cửu cư nhiên dám ngăn lại mệnh lệnh của hắn. Còn trước mặt mọi người làm nũng, thật là làm người lại tức lại kinh hì. Lâm sơ cửu thấy tiêu thiên diệu còn bất động, ủy khuất mở miệng, vương ra ngươi thật đến không bồi ta đi sao? Người biết đến, ta tại học y không lâu, nếu là nếu là gặp được cái gì việc khó. Người nếu không ở ta một người làm sao bây giờ? Lâm sơ cửu liền kém chưa nói, không có ngươi ta làm không được. Hộ Long Vệ đã bị Lâm Sơ Cửu làm hồ đồ, nguyên bản cho rằng Lâm Sơ Cửu là kéo tiêu thiên diệu tiến cung cho nàng thêm can đảm. Cứ như vậy, Lâm Sơ Cửu thật muốn y không hào an vương bệnh, cũng có tiêu vương vì nàng cầu tình, nhưng hiện tại nghe tới, như thế nào cảm giác là tiêu vương sẽ y thuật. Tiêu vương phi bạch gánh chịu một cái tên tuổi. Hộ Long Vệ thừa nhận trước mặt đôi vợ chồng này quá rào hoạt, bọn họ đã bị vòng hôn mê. Mà làm hộ Long Vệ càng vựng chính là tiêu thiên diệu thật đến mở miệng đồng ý, đi thôi đứng dậy cùng lâm sơ cửu một chiếc một sau đi ra ngoài hộ long vệ đợi cho bọn họ hai người đi ra ngạch cửa mới phản ứng lại đây vội theo đi lên tào quản gia nhìn thấy tiêu thiên diệu cùng lâm sơ cửu một chiếc một sau đi ra ngoài vội núp vào tiêu vương già cũng muốn tiến cung này này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hộ long vệ thừa nhận bọn họ đầu óc đã không đủ dùng tiêu vương luôn luôn không yêu tiến cung hoặc là nói tiêu vương không yêu thấy hoàng thượng ngày thường hoàng thượng muốn gặp hắn. Hắn cũng luôn là lần nữa thoái thác thật sự đầy bất quá mới có thể tiến cung. Hiện tại, bọn họ thỉnh đến là tiêu vương phi, tiêu vương liền tính lại lo lắng tiêu vương phi an toàn. Cũng không cần đi theo tiến cung, tả hữu hoàng thượng không có khả năng thật lấy tiêu vương phi như thế nào. Hoàn toàn lộng hồ đồ, hộ long về phía trước hoài nghi lại lại lần nữa xông ra, có lẽ y thật bất phàm chính là tiêu vương gia mà không phải tiêu vương phi chiến thần tiêu thiên diệu, thông kim bác cổ, văn võ song toàn, ngút trời kỳ tài, hắn sẽ y thuật người khác một chút ngạc nhiên, ngược lại là lâm sơ cửu, một cái có tiếng điêu ngoa ngốc nghếch nữ tử. Nàng đột nhiên sẽ y thuật còn có thể y hào tiêu vương ra chân, lúc này mới gọi người kỳ quái. Hộ Long vệ lắc đầu thở dài, còn là lén lút đem tiêu thiên diệu cùng lâm sơ cửu cùng tiến công tin tức trước tiên truyền cho hoàng thượng, đồng thời ở trong lòng thầm hận nếu là trước tiên một chút biết được bọn họ nói không chừng còn có thể an bài một hồi ám sát hiện tại sợ là không còn kịp rồi